Chương 1914, giám nghịch chỉ, đồng thời vào lúc Hải Long này đang mở to miệng lao thẳng tới cắn nuốt Vương Lâm. Một đạo kim quang dùng tốc độ cực nhanh ngang với đại tôn không kiếp toàn lực phi hành từ hướng Thiên Ngưu Châu đi thẳng về phía Đạo Ma Tông trên Lục Ma Châu, cứ nhìn tốc độ của hắn thì không lâu nữa sẽ tới gần sơn môn của Đạo Ma Tông, Hải Long gầm thép nhanh chóng lao tới. Trong khoảnh khắc này, Tông chủ đạo ma tông trên đảo nhỏ được tầng ánh sáng vàng đất bao phủ ngẩng đầu nhìn chầm chầm vào bầu trời, ánh mắt dễ dàng xuyên thấu chỗ bế quan, nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra trên kia. Hải Long này là lão tổ năm đó lưu lại, dù ta không muốn giết nó nhưng cũng cần nó ra mặt. Có khả năng rất lớn đối kháng vương lâm kia. Vương lâm này lúc trước giết được phùng trưởng lão, nhưng phùng trưởng lão là dùng tính mạng tế hiến mới đối được tu vi kim tôn trong thời gian ngắn ngủi tu vi so với kim tôn thực sự còn chênh lệch rất lớn hắn có thể giết phùng trưởng lão nhưng đối phó với hải long được lão tổ lưu lại này cũng không thể xong trong nhất thời nữa khắc có hải long này trì hoãn lão tổ nhất định có thể thu được tin tức mà trở về tông chủ đạo ma tông lúc này không dám ra ngoài nhưng mối hận của hắn đối với vương lâm đã bùng lên ngập trời hận không thể ăn tươi nuốt sống vương lâm đang cắn răng nói nhỏ đột nhiên tay phải tông chủ đạo ma tông rung lên hắn cúi đầu nhìn tay phải lập tức trong đó xuất hiện một đám khí xanh khí xanh vừa biến ảo ra lập tức hóa thành bảy luồng bay thẳng vào thất khiếu của tông chủ đạo ma tông nhanh chóng chui sâu vào toàn thân tông chủ đạo ma tông chấn động hai mắt lập tức nhắm lại nhưng trong nháy mắt hắn liền mở mắt trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ như điên cất tiếng cười ha hả thành công rồi tiên hoàng quả nhiên ban thánh chỉ cũng có một đạo truyền vào tới đạo ma tông ta thánh chỉ này nhất định là cấp cho ta rồi tông chủ đạo ma tông cười to thần sắc lộ rõ vẻ kích động vương lâm ngươi muốn giết ta ngươi muốn hủy đạo thống của đạo ma tông ta hôm nay lão tổ lúc nào cũng có thể tới chỉ cần lão tổ tới là người chắc chắn phải chết mà thánh chỉ lúc này tới đây một khi thánh chỉ tới thì trước mặt sứ giả hoàng tộc ngươi làm sao có thể giết ta ngươi nếu giết ta tức là giết người tiếp chỉ chính là đại tội Mọi chuyện có chuyển biến khiến tông chủ đạo ma tông vô cùng mừng rỡ, trong lúc hắn đang vui sướng, bên ngoài tấm màn màu vàng đất. Hải Long gầm thét lao thẳng về phía vương lâm, thân thể khổng lồ lộ ra uy áp kinh người. Lùng uy áp này mạnh tới kinh thiên động địa, khiến tất cả tu sĩ dưới kim tôn đều run rẩy tâm thần, không dám đổi địch, mà cùng với nó là tiếng gầm vang rất có sức chấn nhiếp tâm thần. Tiếng gầm này giống như tồn tại lực lượng lớn lao, khiến người ta phải run rẩy không thôi thần sắc vương lâm lạnh như băng, nhìn chầm chầm vào con hải long đang lao tới. Hắn còn chưa bao giờ gặp phải tu sĩ có khí tức kinh khủng truyền ra từ cơ thể như vậy, đó là lực lượng của kim tôn, khiến cho hải long này lao tới làm thiên địa biến sắc, trời xanh lập tức trở nên âm trầm hôn ám, giống như hoàng hôn có mây đen vậy, thú có tu vi kim tôn, ánh mắt vương lâm lóe lên, tỏa ra ánh sáng ngập trời. Trong mắt hắn lộ ra chiến ý kinh người, tu vi của hắn giờ khắc này ầm ầm tuôn ra, không hề giữ lại. Đây là lần đầu tiên từ khi hắn đạt được cơ duyên trong ma hạt miếu mới triệt để tuôn ra toàn bộ lực lượng Tu Vi. Đây là lần đầu tiên đạo của lực tràn ngập toàn thân. Tu Vi không kiếp hoàn toàn được phóng thích, trừ việc còn chưa mặc hồn thải ra thì hôm nay là thời khắc đỉnh phong của Vương Lâm sau gần 3.000 năm nay. Mái tóc bạc của hắn đột nhiên dài ra, với tốc độ mắt thường có thể trông thấy, thậm chí còn dài hơn cả thân thể, buông xuống giữa không trung, đối ứng với bạch y toàn thân khiến cả người Vương Lâm lúc này nhìn tràn ngập một màu trắng lạnh lẽo. Trong nháy mắt khi mái tóc dài buông xuống, Vương Lâm bỗng nhiên giơ tay phải lên, hướng về phía Hải Long điểm một chỉ, tàn dạ, thiên địa ầm vang. Chỉ thấy bốn phía trên bầu trời bất ngờ hóa thành một vùng biến mênh mông, nước biển điên cuồng rít gào, bầu trời trở thành màu đen. Trong màn thiên địa màu đen kia, đột nhiên hiện lên một vầng mặt trời tỏa ánh sáng chói mắt. Dưới ánh sáng này, thân thể khổng lồ của Hải Long đột nhiên sững lại, hai mắt lộ vẻ hoảng sợ nó cảm nhận được rõ ràng tu sĩ trước mặt này thi triển thần thông khiến nó kinh hãi tới mức không thể tưởng tượng được làm cho nó có cảm giác như trở về thời điểm vô số năm trước khi còn nhỏ bé phải đối mặt với oai nghiêm của thiên địa vần mặt trời ló dạng bên trong là thân ảnh của vương lâm hắn chính là mặt trời trong ánh sáng huy hoàng này bước một bước tới từ trong thân thể hắn lan ra một luồng tín niệm cực kỳ cường đại luồng tín niệm lực này bao phủ tám phương khiến cho thân thể hải long run rẩy kịch liệt phát ra tiếng kêu thảm thiết không ngờ không dám tiến tới mà điên cùng lui lại phía sau nó mặc dù có tu vi tương đương với kim tôn nhưng dưới thần thông tín niệm này lại cảm nhận rõ ràng được tử vong nhưng dù nó có lui về phía sau thì vẫn không thể chạy thoát khỏi đêm tối bao phủ không tránh khỏi được lực lượng xé tan đêm tối vần mặt trời tỏa ánh sáng khuếch tán ra khiến tầng tầng đêm tối sụp đổ hướng về phía hải long này phủ xuống giống như muốn đem tất cả những thứ trong đêm tối này xé tan toàn bộ nguy cơ tử vong bao trùm toàn thân hải long nó run rẩy tiếng gầm rống càng thê lương hơn sự đau đớn kịch liệt trong phút chốc truyền khắp toàn thân nó lực lượng xé tan đêm tối này làm thân thể nó tan nát loại cảm giác đau đớn kịch liệt này dù cho nó có thân thể cường hãn dù tu vi có thể so với kim tôn nhưng cũng không thể chịu đựng được hải long gầm rống mang theo vẻ sợ hãi và tuyệt vọng cảm nhận cơn ác mộng ập tới trước mắt, thần phục hoặc là chết, trong nháy mắt khi thân thể nó sắp sửa bị xé tan, khi nỗi đau như thủy triều bao phủ toàn thân nó, làm cho nó tiến sát tới tử vong thì một giọng nói mang theo tín niệm khổng lồ đầy uy nghiêm vang lên trong thiên địa. Trong một khắc khi âm thanh này truyền ra, Hải Long gắn gượng mở mắt, bị ánh sáng chói chang chiếu vào, nhìn về phía Vương Lâm đang đi tới. Vầng mặt trời phía sau Vương Lâm khiến nó đột nhiên nhìn thấy một ảo giác, Đại Thiên Tôn vần mặt trời sau lưng vương lâm trong mắt hải long lúc này bất ngờ lại là mặt trời của tiên cương đại lục này là vần mặt trời thứ 10, thân ảnh dưới ánh mặt trời nọ tính niệm lực cường đại nọ đúng là đại thiên tôn chủ nhân của nó lão tổ của đạo ma tông nọ cũng chỉ là thiên tôn mà thôi nhưng giờ phút này hải long nhìn vương lâm bất ngờ lại thấy đại thiên tôn loại ảo giác này khiến nó hoảng hốt vốn không định thuần phục người khác dù tử vong cùng vậy nó có niềm kiêu hãnh của nó nhưng giờ phút này thân thể nó rung lên không chút do dự lập tức phủ phục xuống thần phục trong tích tắc khi nó truyền ra thần niệm này ấn ký vốn thuộc về chủ nhân trong cơ thể nó lập tức tan nát loại tiên thú đạt tới trình độ kim tôn này tuyệt đối không phải dùng thủ đoạn bình thường có thể điều khiển được muốn thuần phục phải có lực lượng cực kỳ cường đại mà tiên thú trình độ này ngoài đại thiên tôn ra người tầm thường không thể nô dịch chỉ có thể có quan hệ ngang hàng Chủ nhân của con Hải Long này vốn là như vậy, nhưng lúc này trong nháy mắt khi nó thuần phục, trên mi tâm của Hải Long lan ra một luồng hồn khí màu lục. Hồn khí nọ bay thẳng về phía Vương Lâm, bị hắn nắm trong tay, loại hồn khí này chủ nhân trước của Hải Long không đạt được. Nhưng hôm nay trong lúc hoảng hốt và minh ngộ, Hải Long lại giao hồn khí cho Vương Lâm, nắm giữ hồn khí chẳng khác nào nắm giữ sự sinh tử của nó, trong nháy mắt khi Vương Lâm nắm giữ hồn khí, biển rộng và bầu trời màu đen bốn phía lập tức tiêu tán vần mặt trời cũng biến mất khôi phục lại khung cảnh ban đầu mặt đất vẫn là đống đổ nát của đạo ma tông bầu trời vẫn là bầu trời trong xanh ngàn dặm không mây nhưng lúc này tông chủ đạo ma tông đang ở trong tầng sáng màu vàng trong nháy mắt khi nhìn thấy cảnh tượng này đôi mắt lộ ra vẻ không thể nào tin nổi cả người hắn bỗng dưng run rẩy không không có khả năng hải long này là vật của lão tổ nó không ngờ lại thuần phục vương lâm thần sắc tông chủ đạo ma tông tràn ngập sự sợ hãi hắn khiếp sợ không phải chỉ vì hải long thần phục mà còn vì vương lâm vừa tuôn ra toàn bộ tu vi thi triển tàn giả thuật kia tính thuật đó là tính thuật hắn vốn tưởng hải long này có thể trì hoãn chút thời gian nhưng lại không thể nào ngờ nổi trong thời gian ngắn ngủi càng không nghịch chuyển vương lâm lại thi triển tính thuật khiến hải long nọ lựa chọn thuần phục nỗi sợ hãi vô biên vô hạn trong phút chốc bao phủ tâm thần tông, chủ đạo ma tông. Hắn không cần nghĩ ngợi, lập tức cắn lưỡi phun ra một nguồn máu tươi. Máu tươi bay ra liền hóa thành một vùng huyết vụ, tràn vào tầng sáng màu vàng đất bên ngoài, điên cuồng gia cốc tầng sáng này, quyết không thể để cho hắn tiến vào. Ta không phải là đối thủ của hắn, tuyệt không thể để hắn vào. Thời gian, ta hiện giờ cần thời gian. Lão tổ hắn sẽ tới nhanh thôi còn cả thánh chỉ nữa, thời gian, ta cần thời gian mà, tông chủ đạo ma tông giống như điên cuồng, hai tay không ngừng bắt quyết đánh ra ấn ký dung nhập vào tầng sáng bên ngoài đảo nhỏ, tầng sáng lóe lên sóng gợn, nhanh chóng được gia cố. Trong nháy mắt này Vương Lâm bước tới một bước, Hải Long đi phía sau, ánh mắt nhìn về phía Vương Lâm tràn ngập vẻ kính sợ, Vương Lâm đi tới gần tầng sáng, tay phải nắm quyền không nói một lời, bỗng nhiên dơ lên, hai mắt lóe lên hàng quang, trực tiếp đánh xuống ầm 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 tầng sáng vừa được tông chủ đạo ma tông không ngừng gia cố kia dưới một quyền của vương lâm lại chỉ hơi chống cự được liền sụp đổ hóa thành vô số mảnh nhỏ bị cuốn đi đồng thời tất cả kiến trúc trên đảo nhỏ này cũng ầm ầm bị phá hủy lộ ra tông chủ đạo ma tông đang ngồi khoanh chân hầu như đã hồn phi phách tán vô cùng tuyệt vọng kia vương lâm lạnh lùng nhìn tông chủ đạo ma tông không hề dừng lại mà tiến thẳng tới đánh ra một quyền tông chủ đạo ma tông điên cuồng lui lại phía sau Hai tay toàn lực bắt quyết nhưng thân thể rung lên, phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc thê lương, trọng thương lùi lại, Vương Lâm, ngươi dám giết ta? Lão tổ đạo ma tông ta tu vi thiên tôn, ngươi dám giết ta ngươi sẽ không được chết tử tế đâu, Vương Lâm không mở miệng, tức bước, giơ tay lên một lần nữa. Đánh ra một quyền, đúng lúc này thì đột nhiên trên bầu trời xa xa có một đạo kim quang dùng tốc độ không cách nào hình dung nổi bay tới, trong nháy mắt đã bao phủ thiên địa trong kim quang này có một thân ảnh màu vàng kim, sứ giả của tiên hoàng, sứ giả của tiên hoàng. Thánh chỉ tới rồi. Vương Lâm. Ta muốn xem ngươi làm sao dám giết ta. Ngươi không dám nghịch chỉ đâu, tông chủ đạo ma tông vốn đã tuyệt vọng, lúc này đột nhiên phấn khởi hẳn lên. Chương 1915, trước mắt tối sầm, kim quang trên bầu trời giờ phút này tỏa ra ánh sáng chói mắt, trong phút chốc bao phủ bát phương, hoàn toàn tràn ngập cả đống đổ nát của đạo ma tông này thân ảnh trong kim quang không thèm nhìn phía dưới, tay phải bỗng nhiên dơ lên, lập tức thánh chỉ đã xuất hiện trên tay, đạo ma tông tiếp chỉ, trong nháy mắt khi lời nói này truyền ra, ánh mắt tông chủ đạo ma tông lộ ra vẻ kích động và mừng rỡ vô cùng. Thân thể hắn đang lùi lại đột nhiên dừng lại, hai tay ôm quyền hướng về phía bầu trời vái một cái. Nhưng vẻ kích động của hắn lúc này bỗng nhiên bay biến, hóa thành sự sợ hãi, bởi vì Vương Lâm không hề ngẩng đầu nhìn kim quang trên bầu trời chút nào, cũng chẳng để ý tới thánh chỉ, bước chân không dừng lại nửa điểm, bước thẳng về phía tông chủ đạo ma tông, tay phải giơ quyền đánh tới, một quyền ầm vang, tiếng động chấn kinh cả thiên địa, hóa thành một lực lượng bộc phát toàn bộ tu vi của vương lâm, hình thành một lực lượng khiến cho cả tu sĩ kim tôn cũng phải hoảng sợ, thánh chỉ tới vẫn giết người, tâm thần tông chủ đạo ma tông run rẩy, điên cuồng lui lại, hai tay bắt quyết, tu vi toàn thân vận chuyển, bất ngờ hóa thành hai hư ảnh đạo ma, vần quanh bốn phía liều mạng chống cự, tiếng nổ ầm ầm lại vang lên. Một quyền của Vương Lâm đánh tay hư ảnh đạo tôn, đập nát hư ảnh ma tôn, trực tiếp đánh lên thân thể tông chủ đạo ma tông. Toàn thân tông chủ đạo ma tông chấn động, phun ra một nguồn máu tươi, thương thế quá nặng, thân thể bị cuốn đi, thần sắc tràn ngập sợ hãi. Toàn thân hắn lập tức lan ra một lượng xét lớn. Ngưng tụ bên ngoài cơ thể, hóa thành vô số lôi cầu bay về phía Vương Lâm. Cùng lúc đó, thân ảnh màu vàng kim trên bầu trời cúi đầu, hai mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm vào vương lâm. Hắn cầm thánh chỉ, truyền ra một tiếng quát tràn ngập uy nghiêm, dám trước mặt thánh chỉ hoàng tộc giết người, ngươi thật to gan. Còn không lui ra, vương lâm không để ý tới thân ảnh màu vàng kia, hai mắt lóe lên sát khí, cất bước đi về phía tông chủ đạo ma tông đã trọng thương kia. Đối với lôi cầu đang gào thét hắn cũng chẳng thèm liếc mắt một cái, vương mổ muốn giết người thì không ai ở đây cứu được ngươi thân thể hắn nhoáng lên tay phải nắm quyền quyền thứ ba trực tiếp đánh ra tiếng nổ ầm ầm vang lên toàn bộ lôi cầu tới trước người hắn lập tức tan nát tông chủ đạo ma tông dù có tu vi kim tôn nhưng dưới quyền thứ ba này cũng chỉ có thể phát ra một tiếng kêu thê lương lại phun máu tươi một lần nữa thân thể bắn về phía sau cả người uể oải thần sắc lộ vẻ sợ hãi ngập trời thánh chỉ của hoàng tộc ở trên mà ngươi dám giết ta ngươi chắc chắn cũng phải chết thần sắc tông chủ đạo ma tông thê lương, vừa thụt lùi vừa liên tục phun ra huyết vụ. Nhưng cơ thể hắn bị dư âm một quyền của vương lâm công kích vào, lúc này đã chẳng khác nào đèn sắp cạn dầu. Tu vi của hắn không phải là đối thủ trước mặt vương lâm, người trước thánh chỉ mà dám giết người, cuồng vọng kiêu ngạo. Ta thân là sứ giả hoàng tộc, tuyên ý chỉ của tiên hoàng, ngươi không lùi xuống, rõ là nghịch chỉ. Thân ảnh màu vàng kia thấy vương lâm như vậy, lập tức gầm nhẹ, thân thể nhoáng lên, bay thẳng tới vương lâm, vừa lao ra, một vùng kim quang vừa lóe lên từ thân ảnh màu vàng này, hóa thành một tấm màn màu vàng kim nhanh chóng bao phủ lấy vương lâm, từ tấm màn này tỏa ra tiên khí cực kỳ nồng đậm, cũng tràn ngập uy nghiêm, lập tức tới gần, cảnh tượng này rơi vào mắt tông chủ đạo ma tông đang điên cuồng lui lại khiến hắn như trong tuyệt vọng lại nắm được một cây rơm cứu mạng, thần sắc dữ tợn, hai tay bắt quyết khiến một dòng xoáy biến ảo ra từ mi tâm từ trong đó bay ra chính thành phi đao màu đen. Gào thét lao thẳng về phía vương lâm, cút ngay, hàng quan trong mắt vương lâm lóe lên, xoay phát người nhìn về phía sứ giả của hoàng tộc bỗng nhiên gầm một tiếng, tay phải vỗ mạnh về phía sau, một chữ này khiến thiên địa ầm vang. Một chữ ấn khổng lồ từ lòng bàn tay vương lâm biến ảo ra, với khí thế xoay chuyển cả thiên địa ầm ầm đánh tới sứ giả hoàng tộc, tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên chưởng ấn khổng lồ này va chạm với tấm màn sáng của sứ giả hoàng tộc, trong tiếng ầm ầm liền khiến tấm màn sụp đổ, khiến cho thủ ấn mang theo lực lượng mênh mông này lập tức đánh vào người sứ giả hoàng tộc. Vào lúc tiếng ầm vang thay thế tất cả tiếng động trong thiên địa này, sứ giả hoàng tộc phun máu tươi, thân thể nhanh chóng lui lại phía sau mấy trăm trượng mới miễn cưỡng đứng lại được, một lần nữa phun ra một nguồn máu tươi, ánh mắt nhìn về phía vương lâm lộ vẻ không thể nào tin nổi, tu, tu vi thiên tôn một trưởng đánh lui sứ giả hoàng tộc tay áo vương lâm vung lên vận chuyển tu vi toàn thân một cơn lốc màu đen từ trong cơ thể hắn khuếch tán ra va chạm với chính thanh phi đao tiếng chấn động vang lên chính thanh phi đao liền tan vỡ toàn bộ thân thể vương lâm tiến về phía trước trong nháy mắt đã tới bên cạnh tông chủ đạo ma tông đồng tử trong hai mắt hắn tràn ngập vẻ sợ hãi lúc này tay phải vương lâm giơ lên thành quyền đánh thẳng vào ngực hắn ầm một tiếng Thần sắc tông chủ đạo ma tông lập tức ảm đạm Cả người tràn ngập tử khí Thân thể bay đi Vương Lâm nhoáng một cái giống như mũi trên rời dây cung Bay lên đuổi theo Lại một lần nữa xuất quyền đánh tới Hơn 100 năm trước Tại biên giới Mạnh Thổ Châu Cảnh tượng đầu người bay lên Vương Lâm tuyệt vọng chạy trốn Toàn bộ lúc này khi vung quyền hiện lên trong đáy lòng hắn Chết đi Vương Lâm đánh ra một quyền Khiến thân thể tông chủ đạo ma tông kia lập tức sụp đổ nguyên thần mang theo tiếng rít thê lương, từ bên trong huyết nhục tan nát nhanh chóng lui lại, cảnh hơn 100 năm trong ma hạt miếu, vương lâm cứng cỏi đối lấy cơ duyên lúc này hiện lên trong tâm thần hắn. Hai mắt vương lâm lộ sát khí. Lúc này hắn không còn vung tay nữa mà há miệng hướng về phía tông chủ đạo ma tông đang bỏ chạy hút mạnh một cái, một động tác này liền có lực hút vô cùng tràn ra, khiến nguyên thần của tông chủ đạo ma tông phát ra một tiếng gầm thét tuyệt vọng, lão tổ, cứu ta sứ giả đại nhân cứu ta sứ giả hoàng tộc trên bầu trời lúc này thần sắc mau chóng biến hóa cắn răng một cái thân thể bỗng tiến về phía trước lại một lần nữa nhằm phía vương lâm đang muốn ngăn cản vương lâm cắn nuốt vương lâm ngươi giết hắn ta không thể tuyên bố ý chỉ của tiên hoàng việc này ngươi không thể gánh được là mạo phạm tiên uy ngươi chẳng lẽ muốn phản tiên cả đời sứ giả hoàng tộc này chỉ có lần này lại gặp phải trường hợp này hắn không thể nào ngờ tới là lúc này tới đây lại gặp phải chuyện như vậy. hắn thân là sứ giả hoàng tộc ở trung châu đã gặp nhiều cường giả nhưng chưa gặp ai cuồng vọng tới cực điểm như vương lâm dám trước thánh chỉ mà giết người. ngươi chết chắc rồi. ngươi làm như vậy thì ngươi chết chắc rồi. sứ giả hoàng tộc lúc này cực kỳ phẫn nộ giờ phút này lao ra vội vàng gầm lên kim quang tỏa ra khắp toàn thân bất ngờ có một kim ấn rất lớn biến ảo ra bên ngoài thân thể mang theo tiếng gào thét kỳ dị bay thẳng về phía vương lâm đang cắn nuốt tông chủ đạo ma tông giờ phút này nguyên thần của tông chủ đạo ma tông đang bị vương lâm cắn nuốt chỉ còn cách vương lâm không tới một trăm trượng căn bản không thể bỏ chạy chỉ còn biết tuyệt vọng trống lên sứ giả hoàng tộc ra tay lập tức khiến tông chủ đạo ma tông đang tuyệt vọng này càng dãy dụ muốn tìm một cơ may sống sót nhất định phải mượn ngoại lực bỏ chạy kim ấn gào thét lao tới trong phút chốc sẽ bao phủ vương lâm trong chớp mắt khi nó hạ xuống, hai mắt vương lâm bùng lên hàng quang, xoay phát người, trong mắt tỏa ra kim quang ngập trời. Trong kim quang này ẩn chứa mảnh vỡ của tiên cực kiếm, ẩn chứa một luồng lực lượng trấn áp thiên địa. Trong nháy mắt khi hắn xoay người, kim quang trong hai mắt ầm ầm tuôn ra, biến. Ngăn cản ta một lần nữa thì dù ngươi là thân phận gì, hôm nay vương mổ cũng sẽ giết ngươi. Kim ấn đang tới gần kia trong ánh mắt vương lâm phát ra tiếng động như không thể chịu đựng nổi không ngờ dừng lại giữa không trung giống như bị một lực lượng vô hình nắm lấy khiến nó không thể tiếp tục tiến về phía trước sứ giả hoàng tộc sau phía sau kim ấn trong nháy mắt khi nhìn thấy ánh mắt trấn áp của vương lâm tâm thần cũng ầm vang sắc mặt đại biến da đầu tê tái cảm nhận được một sự uy nghiêm khiến hắn run rẩy ánh mắt như vậy sự uy nghiêm như vậy lực trấn áp như vậy hắn chỉ có thể cảm nhận được trên người tiên hoàng dù Vương Lâm không thể là tiên hoàng nhưng sứ giả hoàng tộc lúc này lại có cảm giác như đối mặt với tiên hoàng vậy, hắn không dám không lui lại, không thể không lui. Trong nháy mắt khi hắn lui lại, tông chủ đạo ma tông hoàn toàn tuyệt vọng, trơ mắt nhìn thân thể nguyên thần mình nhanh chóng bị Vương Lâm hút đi, khoảng cách 100 trượng chợt kéo tới không còn đủ 30 trượng, chuẩn bị hoàn toàn bị cắn nuốt, trong tích tắc này, thần sắc hắn lộ ra vẻ điên cuồng, ngươi muốn ta chết thì ta phải cho ngươi chôn cùng sứ giả hoàng tộc đọc chỉ đi lão phu là tông chủ đạo ma tông trước khi tử vong cũng muốn nghe ý chỉ của tiên hoàng hắn không tự bạo mà lựa chọn trong giờ phút cuối cùng này nghe sứ giả hoàng tộc tuyên chỉ do vậy hoàn toàn khiến hành động giết chóc của vương lâm phải trả giá lấy cái chết của bản thân khiến tương lai vương lâm gặp chuyện không hay trong tiếng gầm chói tai này nguyên thần của tông chủ đạo ma tông đã tới cách vương lâm không tới một trượng nhanh chóng phóng vọt tới hóa thành u quan bị vương lâm cắn nuốt cùng chết đi, sứ mạng của sứ giả hoàng tộc trên bầu trời chính là tuyên chỉ, giờ phút này người tiếp chỉ yêu cầu, hắn không cần nghĩ ngợi liền mở thánh chỉ trong tay ra, vừa nhìn vừa đọc, lấy danh nghĩa huyết mạch tiên tổ truyền thừa tuyên chỉ, tông chủ đạo ma tông to gan lớn mật, dám xúc phạm tới uy nghiêm của hoàng tộc, cùng với nô phó của lục ma hạt dám bày mưu với người hoàng tộc. Nếu đã dám làm thế thì phải khiến đạo ma tông tự hủy trước chỉ của trẫm, nếu như đã chết thì người giết kẻ này hẳn là vương lâm. Vương Lâm tiếp chỉ vào Trung Châu gặp Trẩm, người có ân với Liên Đạo Phi, Trẩm sau khi biết chuyện chưa bao giờ từng quên. Sứ giả Hoàng Tộc đọc xong mồ hôi đầy mặt, hắn chưa gặp người tiếp chỉ thì chưa được mở thánh chỉ, giờ phút này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy nội dung, đọc xong liền sững sờ ở nơi đó. Hắn còn như thế thì đừng nói tới Tông Chủ Đạo Ma Tông. Trong nháy mắt trước khi hoàn toàn bị Vương Lâm cắn nuốt, hắn nghe xong nội dung thánh chỉ này chỉ thấy trước mắt tối sầm lại chương 1916, thiên tôn tới, cắn nút nguyên thần của tông chủ đạo ma tông xong, hai mắt vương lâm nhắm lại, trong cơ thể truyền ra tiếng nổ bùng bùng, sau khi áp chế nguyên thần đối phương trong cơ thể xong liền xóa hết thần trí, dung nhập vào trong thần mạch của tốc thần quyết, đợi lúc có thời gian hắn liền dựa vào nguyên thần này để gia tăng số lượng thần mạch, một lát sau vương lâm mở hai mắt, tay áo vung lên. Mặt đất truyền ra tiếng nổ ầm vang. Chỉ thấy đảo nhỏ trong hồ nước đã tan rã một nửa kia dưới một cái vất tay của vương lâm liền giống như bị gió xoáy quét qua, hóa thành một đám đổ nát. Đạo ma tông cứ như vậy mà sụp đổ. Sứ giả hoàng tộc trong kim quang trên bầu trời giờ phút này xấu hổ đứng đó, cho tới khi thấy vương lâm mở hai mắt mở cười khổ ôn quyền. Vương đạo hữu chớ trách. Đây. Đây là vì tại hạ không biết nội dung của thánh chỉ của tiên hoàng nếu biết sớm thì vừa nãy nhất định tại hạ đã cùng đạo hữu đồng loạt ra tay tru sát kẻ này rồi thần sắc vương lâm bình tĩnh nhìn sứ giả hoàng tộc không nói gì trên thực tế trong lòng hắn cũng hơi kinh ngạc về nội dung của thánh chỉ nhất là câu cuối cùng nói tới ân huệ của liên đạo phi người điên vốn tên là liên đạo phi ta nắm đó lần đầu mở không gian trữ vật ra hắn và ngân y nữ tử vì không gian bị phá vỡ mà bị cuốn vào trong hư vô chẳng biết đi đâu Người điên này bình thường xưng là bổn vương, mà từ sư tôn huyền la ta cũng nghe nói, ca ca người này chính là tiên hoàng, chẳng lẽ tiên hoàng tìm được người điên rồi. Người điên sau khi tỉnh lại nói rõ cho tiên hoàng biết quan hệ của ta và hắn, vương lâm trầm ngâm khiến sứ giả hoàng tộc trung như cầy sấy, trong lòng cực kỳ hối hận, vẻ mặt khổ sở, liên tục nguyền rủa tông chủ đạo ma tông đã tử vong, tông chủ đạo ma tông này, ngươi chết thì chết đi. Lại còn liên lụy tới lão phu. Sớm biết thế này ta đã không quản việc Vương Lâm giết chóc, cứ đọc thánh chỉ cho xong đã. Vương Lâm này rốt cục có thân phận gì? Tiên Hoàng lại dùng giọng điệu như thế nói chuyện ân với đạo phi. Liên đạo phi Vương gia 30 năm trước thức tỉnh, chẳng lẽ, đồng tử trong hai mắt sứ giả hoàng tộc này co rút lại, vội vàng xua tan mọi suy tư trong đầu. Hắn biết có một số việc không phải là thứ mình nên biết và suy đoán, Vương Lâm này có tu vi như vậy, hơn nữa hắn nhất định được tiên hoàng coi trọng ôi việc này phải nhanh chóng sửa sai mới được sứ giả hoàng tộc nghĩ tới đây lập tức khuôn mặt hiện lên nụ cười cung kính vội vàng chắp tay thi lễ với vương lâm vương lâm đạo hữu chớ trách chớ trách vừa rồi tại hạ thật là hồ đồ rồi tông chủ đạo ma tông này đáng chết thật sứ giả hoàng tộc này vừa nói vừa quan sát thần sắc vương lâm thấy vương lâm không để ý tới mình chút nào mà vẫn âm trầm như trước thì trái tim nhảy lên một cái coi rồi người này nhất định còn đang để ý tới việc ta ra tay hai lần vừa rồi ngày sau hắn ở trước mặt tiên hoàng mà nói vài câu ta ta mồ hôi trên trán sứ giả hoàng tộc tuôn ra càng nhiều bị gió thổi qua khiến thân thể cảm thấy lạnh ngắt ha ha đây vương đạo hữu ta ở đây có chút đặc sản của trung châu chúng ta lần đầu gặp mặt lễ vật không thể hiện hết được kính ý mong rằng đạo hữu thu nhận cho nén đau đớn trong lòng sứ giả hoàng tộc vội vàng đưa ra một ngọc giảng, cũng đưa luôn cả thánh chỉ cho Vương Lâm. Vương Lâm đang trầm tư về nhân quả của việc này, nghe thấy vậy liền ngẩng đầu liếc mắt nhìn sứ giả hoàng tộc một cái, tiếp nhận thánh chỉ xong cũng không xem mà nhìn ngọc giảng kia, thần thức hắn đảo qua. Thần sắc vẫn bình tĩnh như trước nhưng nội tâm lại hơi chấn động. Trong ngọc giảng này không phải có nội dung gì mà tương tự như không gian trữ vật. Trong đó có rất nhiều nguyên thạch tràn ngập tiên khí, thu hồi ngọc giảng, vương lâm lạnh lùng nhìn sứ giả hoàng tộc không nói gì dưới ánh mắt hắn sứ giả hoàng tộc trong lòng thầm kêu khổ cắn răng vung tay lên một lần nữa lại lấy ra thêm một cái bình nén đau lòng cực kỳ mà cố gắng mỉm cười a à, tại hạ lại quên mất còn có một thứ đặc sản của trung châu nữa cũng không phải là vật gì vô cùng quý trọng mong đạo hữu nhận lấy vừa nói hắn vừa cung kính đưa cái bình này cho vương lâm vương lâm sau khi tiếp nhận thần thức đảo qua thấy bên trong có rất nhiều đan dược đan dược này đều dùng để chữa thương, trong đó có không ít đều là vật phẩm cực kỳ trân quý. Tu sĩ tầm thường rất khó có được vật này, chỉ có sứ giả hoàng tộc thì ở Trung Châu mới có biện pháp lấy được. Liên tục đưa ra hai phần đại lễ, sứ giả hoàng tộc này cực kỳ đau lòng, nhìn chầm chầm vào Vương Lâm. Lúc này thấy thần sắc Vương Lâm đã hòa hoãn hơn thì trong lòng mới thầm thở vào một hơi. Chẳng qua dù như thế nhưng ánh mắt lạnh như băng của Vương Lâm sau khi nhìn tất cả đang dược xong lại chầm chầm tập trung vào sứ giả hoàng tộc. Dưới ánh mắt của Vương Lâm, trong lòng sứ giả hoàng tộc lại một lần nữa thầm kêu khổ, quá tham lam. Đây, đây, sứ giả hoàng tộc không thể không nặng ra một nụ cười, tay phải thầm run rẩy hung hăng trắng răng một cái, lại một lần nữa đưa ra một ngọc giảng, tươi cười đưa tới, tại hạ ở đô thành của Trung Châu, còn có một khu nhà ở, hắn vừa nói vừa đưa ngọc giảng trong tay ra, vô cùng đau lòng mà đưa cho Vương Lâm, tiếp nhận ngọc giảng này nhìn lại, trên mặt Vương Lâm từ từ lộ ra nụ cười. Nụ cười của Vương Lâm rơi vào mắt sứ giả hoàng tộc khiến hắn hoàn toàn thở vào một hơi, sứ giả đại nhân không nên khách khí. Những đặc sản của Trung Châu này nếu không phải là vật gì quý trọng lắm thì Vương Môn cũng xin cung kính nhận lấy vậy, đúng vậy, đúng vậy, không phải là vật gì quá quý trọng đâu. Sứ giả hoàng tộc cảm thấy vô cùng buồn bực và đau lòng, cười khổ nói, sứ giả đại nhân đến lục ma châu này, vậy chắc đã đi qua thiên ngưu châu, không biết chiến tranh nơi đó thế nào rồi vương lâm chậm rãi nói thánh chỉ lần này có ba đạo thiên ngư châu đại hồn môn quy nhất tông một đạo hôm nay hẳn là kết thúc chiến tranh rồi mọi người đều trở lại tông môn sứ giả hoàng tộc đối với việc này cũng không giấu giếm lập tức nói liên đạo phi có ở hoàng thành không vương lâm thu hồi ngọc giảng. có vẻ tùy ý hỏi đạo phi vương gia từ sau khi tỉnh dậy đều ở trong hoàng thành nghe nói muốn đi ra ngoài nhưng tiên hoàng không đồng ý việc này chỉ là lời đồn sứ giả hoàng tộc cũng không ngại nói ra ồ ta và đạo phi có chút quen biết cũng từng có chút ân với hắn vương lâm mỉm cười nói sứ giả hoàng tộc vội vàng gật đầu hắn lúc trước truyền chỉ đã phát hiện ra điểm này giờ phút này nghe vương lâm chính miệng xác nhận thì đã khẳng định rồi tính cách của đạo phi ôi ta cũng lâu rồi không gặp hắn dạo này bộ dạng hắn vẫn như trước chứ vương lâm lắc đầu than nhẹ nói đạo phi vương gia Sứ giả hoàng tộc hơi do dự một chút, nhưng nghĩ tới nội dung thánh chỉ và những lời vừa rồi của Vương Lâm liền tiếp tục nói, với thân phận của tại hạ thì không thể gặp được đạo phi vương gia. Nhưng nghe người ta âm thầm đồn đại, đạo phi vương gia 30 năm trước tỉnh dậy, tính cách có hơi khác trước. Nhưng đôi khi, lại vẫn giống, sứ giả hoàng tộc do dự. Chậm rãi mở miệng nói, trong lòng Vương Lâm máy động, mỉm cười không nói nữa, sứ giả hoàng tộc thấy vậy lập tức biết điều, Ông quyền hướng về phía vương lâm vái một cái, vương đạo hữu, thánh chỉ này có thể dùng làm truyền tống trận. Khoảng cách nơi này tới Trung Châu rất xa, cần truyền tống 8 lần mới tới. Tại hạ phải về trước phục mệnh, không thể đi cùng đạo hữu nữa. Đợi tới khí đạo hữu tới hoàn thành, tại hạ nhất định sẽ nên đón, sứ giả hoàng tộc vừa nói vừa mỉm cười cáo lui. Hắn sợ mình còn lưu lại một giây nào nữa nói một câu khiến vương lâm không thích thì lại phải đưa ra một ít vật quý trọng nữa thì đúng là quá thiệt rồi cho đến khi sứ giả hoàng tộc rời đi vẻ tươi cười trên mặt vương lâm lập tức tiêu tán thay vào đó là sự âm trầm hắn không rời khỏi đống đổ nát của đạo ma tông mà khoanh chân ngồi trên một khối đá ánh mắt lóe sáng liên đạo phi hắn rất tham lam hắn có rất nhiều ý nghĩ kỳ quái năm đó bị thiên đạo hóa thành thiên vận tử cắn nuốt theo đạo lý mà nói thì tính cách phải bất đồng với trước đây, sứ giả hoàng tộc vừa nói cũng lộ ra ý tứ này. Tính cách của hắn có biến đổi, chẳng qua là không biết hôm nay rốt cuộc biến đổi thành kiểu gì nữa. Vương Lâm nhíu mày, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang tối dần, tiếp tục trầm tư. Nhưng hắn nếu thật sự thay đổi tính cách thì tại sao 30 năm trước thức tỉnh, đến giờ ca ca hắn mới tuyên chỉ ý. Nếu hắn thật sự muốn tạ ơn ta thì 30 năm trước, ta đúng là đang ở trong hạt miếu chịu đựng thống khổ và cơ duyên. Nội dung thánh chỉ này rất thú vị, ánh mắt vương lâm lạnh như băng, tay phải dơ lên hướng về phía bầu trời đen kịch xa xa bỗng nhiên vung lên. Chỉ thấy một luồng hắc phong gào thét lao đi, sau đó liền có vài tiếng kêu thảm thiết truyền ra trong không gian yên tĩnh, vương lâm vốn không có lòng dạ đàn bà. Một khi xác định việc cần làm thì trái tim vô cùng tàn nhẫn. Hắn nếu đã muốn tiêu diệt toàn môn của Đạo Ma Tông thì hiển nhiên sẽ không bỏ qua dư nghiệp của Đạo Ma Tông từ Thiên Ngưu Châu trở về, đám người trở về đầu tiên đều có thân phận cao quý, không tiếc giá lớn dùng truyền tống trận đi tới. Vương Lâm sở dĩ ở lại đây ngoài việc đợi đám người này cũng còn đợi một người, lão tổ Đạo Ma Tông hẳn đang trên đường trở về. Người này có tu vi Thiên Tôn. Chính thức muốn diệt Đạo Ma Tông thì người này phải chết mà dù ta không đến tìm hắn gây phiền toái thì hắn cũng sẽ ghi hận ta, sau này sẽ đuổi giết Thiên Tôn. Không biết ta mặc hồn khải vào thì so với Thiên Tôn thế nào, Vương Lâm ngồi trên tảng đá nhìn về phía xa xa, giải quyết xong chuyện của đạo ma tông, ta có hai lựa chọn, đi tới Đông Lâm tông, tiến vào Đông Lâm trì xem các bản nguyên khác của ta có thể ngưng tụ ra bản nguyên chân thân hay không, hoặc ta có thể đi tới Trung Châu này, xem rốt cục đó là đầm rồng hang hổ gì liên đạo phi kia còn nhớ ta hay không ca ca tiên hoàng của hắn có ý niệm gì trong đầu chẳng qua sư tôn từng nói tiên tộc có năm vị đại thiên tôn trong đó tiên hoàng liên đạo chân cũng là một trong số đó muốn đi tới nơi đó không chừng sẽ có nguy cơ vương lâm nhắm hai mắt lại trầm mặc trong đêm cách xa lục ma châu ở giữa ngũ châu có một đạo cầu vồng đang nhanh chóng lao đi trên bầu trời trong đạo cầu vồng nọ có một lão già tóc đỏ vẻ mặt bình tĩnh nhưng hai mắt lại ẩn chứa lửa giận Hắn thoáng một cái lao đi khiến thiên địa ầm vang, biến mất tại một truyền tống trận xa xa, trả giá lớn để đối lấy truyền tống, vượt qua khoảng cách vô tận, hắn chính là lão tổ thiên tôn của Đạo Ma Tông dưới trướng Đại Thiên Tôn. Chương 1917, Tiên tộc Đại Thiên Tôn, hoàn thành của tiên tộc ta nhất định phải đi. Không vì chuyện cảm tạ kia mà vì lời thề của ta năm xưa đối với Liên Đạo Phi. Kiếp này của ta nhất định khiến hắn khôi phục ký ức để trả cái ân năm đó của hắn ánh mắt Vương Lâm lộ vẻ kiên định, hắn trọng ân, người điên năm đó đối với hắn có ân, hôm nay hắn nhất định phải tới hoàn thành của tiên tộc nhìn một lần, xem người điên có hoàn toàn khôi phục trí nhớ hay chưa. Nếu còn có gì tiếc nuối thì hắn nhất định sẽ cố gắng giúp đỡ, dù tính cách của hắn có thay đổi cũng tốt, không đổi cũng được, dù đối với ta có ý niệm khó lường thì ta cũng muốn tận mắt đi nhìn, Vương Lâm trầm mặt nhưng trong mắt hiện ra một tia buồn phiền. Người điên năm đó hắn không biết lúc này đã biến thành dạng gì, có còn giống như năm đó, luôn gào thét bên tai hắn hay không? Lúc này bên tai hắn lại truyền ra tiếng la hét như có như không, nói cho ngươi biết, bổn vương rất lợi hại đó, ngươi, ngươi, ngươi. Bổn vương cắn chết ngươi, cắn chết ngươi, con bà nó, dám giả chết trước mặt bổn vương, trời mưa rồi. Ổi, Tiểu Hồng, mau lại bóp vai cho ta, đi nói với ca ca của ta, bổn vương hôm nay mệt rồi, không tu luyện nữa muốn ra ngoài chơi đùa, bảo hắn đừng đến tìm ta, bổn vương chơi đủ rồi sẽ tự mình quay về. Hắn nếu có gan tìm ta về giống như trước thì ta với hắn đoạn tuyệt quan hệ, máu của bốn vương vô cùng, vô cùng, hả? Ta lại nhớ tới hình như có một yêu nữ tên là Phi Phi cho ta ăn thứ gì đó, bên tai như truyền tới giọng nói của người điên năm xưa. Trong màn đêm đen kịch, tại đống đổ nát của đạo Ma Tông, Vương Lâm than nhẹ. Hắn còn nhớ rõ trong sinh tử kiếp bên ngoài Chu Tức Tinh, chính người điên xuất hiện ôm lấy mình ngăn cản một thức thần thông có thể đem lại tử vong đối với mình hắn còn nhớ rõ trong lần thứ ba hóa phàm mộng đạo chính hắn và người phiêu đảng trong hư vô trong mộng hắn gặp người điên cùng trải qua những năm tháng phàm trần với mình hy vọng hắn không thay đổi nhiều lắm vẻ phiền muộn trong mắt vương lâm hơi dày hơn bằng hữu của hắn không nhiều mà người điên này cũng là một trong số đó trên thực tế hắn cho người điên không bao nhiêu chưa nói tới ân Ngược lại người điên đối với Vương Lâm lại có đại ân, hoàn thành của tiên tộc ta nhất định phải đi. Nhưng nơi đó có nguy hiểm nhất định, ta cần phải có chút chuẩn bị đã. Vương Lâm trầm mặt, trong lòng thầm quyết định, ngũ đại thiên tôn của tiên tộc, tay phải Vương Lâm vất lên, trong tay xuất hiện cái mai rùa lão tổ đại hồn môn tặng hắn. Bên trong có bản đồ, còn có một chút giới thiệu đối với các đại thiên tôn. Ngoài ra Huyền La trong động phủ giới cũng từng nói với Vương Lâm một chút chuyện có liên quan. Tiên hoàng ở Trung Châu truyền thừa tiên tổ Bắc Cực Đạo là Bắc Cực Đại Thiên Tôn, Đông Châu Tử Dương Tông, một tông môn cực mạnh trong cửu tông thập tam môn, bên trong có sông Tử Đại Thiên Tôn, Nam Châu Đạo Nhất Tông, bên trong có Đạo Nhất Đại Thiên Tôn, Bắc Châu Càng Không Đạo, bên trong có Võ Phong Đại Thiên Tôn, Trung Châu Trừ Tiên Hoàng ra thì còn có một Đại Thiên Tôn khác, đó là cửu đế Đại Thiên Tôn, đây là ngũ đại tuyệt thế cường giả của 72 châu tiên tộc, ngũ đại Thái Dương. Đại Thiên Tôn ánh mắt vương lâm lóe sáng, trong đầu phân tích ngũ đại thiên tôn này. Với tu vi hiện nay của hắn thì một khi đại thiên tôn biết nhất định sẽ lung lạc, muốn kéo hắn về dưới trướng. Một khi có đại thiên tôn ở phía sau thì mức độ nguy hiểm của chuyến đi tới hoàn thành của tiên tộc sẽ giảm đi rất nhiều. Dù sao thì dù là tiên hoàng bát cực đại thiên tôn muốn giết một thiên tôn dưới trướng người khác cũng cần phải nêu ra một lý do. Dù sao thì thiên tôn là tồn tại còn hơn cả kim tôn, cực kỳ hiếm thấy trên tiên cương đại lục dưới trướng mỗi một đại thiên tôn nhiều nhất cũng không có được trăm vị thiên tôn. Trên cả đại lục của tiên tộc, tu sĩ thiên tôn cũng không vượt quá một ngàn người, mà nếu giết một thiên tôn tầm thường thì thôi, còn nếu giết tu sĩ đạt trình độ dược thiên tôn, loại chuyện như vậy dù là đại thiên tôn này cũng không thể tha thứ được, bởi vì tu sĩ dược thiên tôn vô cùng hiếm gặp. Cả đại lục của tiên tộc, tu sĩ dược thiên tôn hôm nay cũng chỉ có 48 người, 48 người này đại bộ phận đều bế quan không ra, ấn thế trên tiên cương đại lục đại thiên tôn có thể thu nhận được không tới ba phần nhân vật như vậy dù là đại thiên tôn cũng sẽ tôn trọng nhất định dù sao thì dưới đại thiên tôn bọn họ dược thiên tôn chính là kẻ mạnh nhất nếu bọn họ không muốn theo đại thiên tôn thì trừ phi bọn họ giống như la vân hải đi khiêu chiến đại thiên tôn nếu không đại thiên tôn cũng không bức bọn họ phải theo mà một khi Đại Thiên Tôn có được tu sĩ Dược Thiên Tôn đi theo thì họ nhất định sau khi khảo hạch điều tra xong sẽ coi như tâm phúc, dùng lễ ngộ đối đãi hơn nhiều. Bởi vì tu sĩ tới trình độ này thì lúc Đại Thiên Tôn chuyển thế chính là người bảo vệ tốt nhất, nếu Dược Thiên Tôn như vậy mà bị Đại Thiên Tôn giết chết, nếu một mình thì thôi, còn nếu đã trở thành nhân vật dưới trướng của Đại Thiên Tôn thì nhất định không bao giờ bỏ qua, chuyện này quan hệ tới danh dự. Quan hệ tới việc Đại Thiên Tôn mời gọi người khác sau này thậm chí quan hệ trọng yếu tới người bảo vệ khi họ chuyển thế. Không có đại thiên tôn nào có thể trơ mắt nhìn đại thiên tôn dưới trướng tử vong mà không để ý tới, tu sĩ đại thiên tôn quá quá hiếm, nếu ở cổ tộc thì cũng không cần như vậy, có sư tôn. Vương Lâm hiểu rõ hắn dù là đệ tử duy nhất của huyền la nhưng ở tiên tộc này quyết không thể để lộ ra. Nếu không dù với tu vi của hắn hiện nay cũng nhất định bị đại thiên tôn giết chết, tiên tộc quyết không thể cho phép trong cổ tộc xuất hiện một tu sĩ như vậy chuyện của sư tôn dù là người điên cũng không biết chỉ có quy nhất tông biết nhưng sư tôn dám để cho quy nhất tông biết mà không giết bọn họ từ trong động phủ giới hẳn là nắm chắc họ không tiết lộ chuyện này còn về nguyên nhân cụ thể thì ta dù không biết nhưng vẫn tin tưởng sư tôn đối với đại thiên tôn mà nói dù biết ta có huyết mạch của cổ tộc cổ tiên đồng tu nhưng cũng sẽ không để ý tới điều kiện tiên quyết là ta không được đệ lộ quan hệ với sư tôn huyền la thời gian vương lâm ở tiên cương đại lục cũng không ngắn hắn mơ hồ hiểu rõ tiên cương đại lục vô số năm qua tiên tộc vào cổ tộc đã có một số huyết mạch giao hòa dưới sự giao hòa này xuất hiện một bộ phận tu sĩ tiên tộc cũng có thân thể cổ tộc chẳng qua là không đạt được cổ tổ thừa nhận mà thôi do đó vương lâm có thân thể cổ tộc có lẽ đối với tu sĩ bình thường thì cũng kinh người nhưng đối với đại thiên tôn thì lại chẳng coi là gì mà vương lâm biết một điểm đó là chuyện thế gian có chút chuyện không nên giấu chuyện mình tới từ động phủ giới đối với người khác có thể giấu giếm nhưng đối với đại thiên tôn thì cũng không nhất định bọn họ có thể tra ra việc này đối với đại thiên tôn mà nói ngược lại là chuyện tốt vì như thế biết rõ lai lịch của vương lâm tuy rằng có thể cực kỳ khiếp sợ việc tu sĩ từ động phủ giới đi ra nhưng với tu vi của vương lâm thì tất cả đều không quan trọng quan trọng nhất chính là sự lựa chọn của vương lâm muốn khiến cho đại thiên tôn chú ý thì chỉ có cách triển lộ tu vi bản thân có thể giết tu sĩ thiên tôn nhờ đó mà danh chân tiên tộc có được danh tiếng rồi thì đại thiên tôn nhất định sẽ tự tìm tới ánh mắt vương lâm lóe lên trong lòng càng kiên định ngũ đại đại thiên tôn tiên hoàng có thể không cần nghĩ tới nữa còn về bốn người còn lại ta đối với đạo nhất đại thiên tôn võ phong đại thiên tôn còn có cửu đế đại thiên tôn cũng không quen thuộc chỉ có đông châu tử dương tông song tử đại thiên tôn là ở trong động phủ giới đã từng có duyên gặp mặt trong đầu vương lâm hiện lên hai cô bé đáng yêu tên oa oa và hàm hàm khi gặp tham lang trong động phủ giới khiến cho đại thiên tôn chú ý để đại thiên tôn tự mình tìm tới ta đó mới chính là phương pháp tốt nhất hai mắt vương lâm lóe sáng chậm rãi nhắm lại hắn đang đợi lão tổ đạo ma tông tới hắn muốn bảo trì trạng thái đỉnh cao của mình đánh một trận với thiên tôn xem thử tu vi của mình rốt cục đã tới trình độ nào. Kim Tôn đã không thể giúp Vương Lâm ước lượng tu vi của mình, có thể phán đoán chuẩn xác mình đã đạt tới cấp độ nào, chỉ có Thiên Tôn mới được. Trong thời gian chờ đợi này, Vương Lâm áp chế nguyên thần của Tông chủ đạo Ma Tông trong cơ thể, vô tình hấp thu luyện hóa nhưng không lập tức ngưng tụ ra thần mạch thứ hai mà lấy từ trong mấy chục nguyên thần bậc toàn năng hắn bắt được lúc trước, lựa chọn ra hai nguyên thần dưới năm lần huyền kiếp để cắn nuốt. Thời gian chậm rãi trôi qua mấy canh giờ sau, bầu trời dần sáng. Vương Lâm sau khi cắn nuốt một nguyên thần đạt năm lần huyền kiếp xong, trong cơ thể truyền ra tiếng nổ vang. Thần mạch thứ hai hóa thành một dòng xoáy, ngưng tụ ra, trong nháy mắt khi thần mạch thứ hai xuất hiện, Vương Lâm mở bừng hai mắt. Theo hắn cảm thụ, tốc độ thi triển pháp thuật của bản thân đã nhanh hơn rồi, đạo thần mạch thứ ba cũng nên xuất hiện rồi. Vương Lâm vung tay áo, từ trong mấy chục nguyên thần chọn ra bảy nguyên thần tu sĩ năm lần huyền kiếp, sau khi cắn nuốt toàn bộ bởi vì nguyên thần tu sĩ huyền kiếp không đủ nên hắn cắn nuốt một nguyên thần tu sĩ không kiếp sơ kỳ cơ thể ầm vang thần mạch thứ ba bất ngờ xuất hiện ba đạo thần mạch sau khi xuất hiện ba dòng xoáy trong cơ thể vương lâm một khi chuyển động thì vương lâm có thể trong nháy mắt thì triển rất nhiều thần thông thậm chí ngay cả lực lượng thân thể của cổ tộc cũng có sự thay đổi rõ ràng tốc thần quyết đối với vương lâm bất đồng tu sĩ kia chỉ có thể làm cho tốc độ làm phép tăng lên không thể dẫn động thân thể trọng điểm ở đây chính là tu sĩ đó tạo thành thần mạch đầu tiên là tu sĩ không biết còn vương lâm thì bắt đầu từ không huyền mấy chục nguyên thần kia không đủ giờ phút này bị cắn nuốt hơn phân nửa liền bị vương lâm thu lại lưu lại sử dụng vào việc khác không biết nguyên thần của tông chủ đạo ma tông có thể khiến tốt thần quyết ta tăng lên mấy đạo thần mạch vương lâm nhắm hai mắt lại bắt đầu dùng nguyên thần của tông chủ đạo ma tông ngưng tụ thần mạch giờ phút này bầu trời đã sáng tỏ. Đồng thời vào lúc ánh mặt trời chiếu xuống thân thể Vương Lâm đang ngưng tụ thần mạch thì ở biên giới giữa lục Ma Châu và Mạnh Thổ Châu, một đạo cầu vòng mang theo khí thế kinh thiên ầm ầm lao tới, trong nháy mắt lướt qua biên giới Mạnh Thổ Châu, bước vào lục Ma Châu. Tất cả tu sĩ Mạnh Thổ Châu đối với đạo cầu vòng này gào thét lao qua tâm thần đều rung động, không dám hỏi tới. Biên giới các châu đối với thiên tôn mà nói chẳng đáng để nhắc tới. Chương 1918, thân thể chính là đạo, sư hồn thuật là một loại thần thông cực kỳ bá đạo, chẳng qua đối với nguyên thần có tu vi kim tôn dù hắn đã mất đi toàn bộ lực phòng hộ nhưng nguyên thần đã ngưng tụ qua vô số năm tu hành cũng rất khó bị sư hồn, dù là mạnh mẽ thi triển thì thuật sư hồn này cũng thường chỉ lấy được những đoạn ký ức ngắn ngủi, không thể lấy toàn bộ. Trừ phi là người có tu vi vượt xa kim tôn thì mới có thể thực hiện hoàn mỹ. Vương Lâm dù có thể chiến thắng Kim Tôn nhưng đó là do hắn có thân thể đạo cổ lực, sau khi dung hợp với tu vi mới có chiến lực mạnh mẽ. Còn tu vi thực tế của hắn chỉ mới là không kiếp sơ kỳ mà thôi. Nguyên thần của tông chủ đạo ma tông trong khi bị vương lâm luyện hóa thành thần mạch trong cơ thể đã từng bị hắn cố gắng sư hồn nhưng chỉ chiếm được một chút ký ức không quan trọng. Trong đó có những bí ẩn liên quan tới giao chiến giữa lục ma châu và thiên ngư châu, cùng với một chút suy tư của lão tổ thiên tôn ngày đó, lão tổ thiên tôn của đạo ma tông ở dưới trướng của đạo nhất thiên tôn vừa ban trưa khi mặt trời đỏ rực đang treo cao ánh nắng rực rỡ trải khắp mặt đất vương lâm mở bừng đôi mắt trong mắt lấp lánh ánh sáng trong thân thể hắn xuất hiện thêm thần mạch thứ tư thứ năm một kim tôn có thể khiến hắn có thêm hai đạo thần mạch vung cánh tay lên một chút một đám tàn ảnh hiện ra vương lâm có thể cảm nhận rõ ràng được thứ được đề cao không chỉ có tốc độ làm phép của mình mà còn có lực lượng thân thể kinh khủng của mình đây mới là chỗ hấp dẫn nhất của tốc thần quyết đối với vương lâm thử xem thân thể hiện tại của ta rốt cục tốc độ nhanh tới mức nào. Vương Lâm ngẩng đầu lên, thân thể nhoáng một cái, vẫn ngồi khoanh chân như trước nhưng lại ở cách hắn ba trường. Dưới ánh mặt trời xuất hiện một khoảng không gian vạn vẹo, xuất hiện Vương Lâm thứ hai. Vương Lâm thứ hai này đứng đó, khuôn mặt lộ nụ cười, chậm chậm bước về phía trước, ở đống đổ nát cách đó mười trường. Ánh mặt trời lại vạn vẹo một lần nữa, xuất hiện Vương Lâm thứ ba. Vương Lâm thứ ba này cao mày, đứng nơi đó nhìn bầu trời, không biết đang suy nghĩ gì. Rất nhanh bốn phía không ngừng xuất hiện những vùng vạn vẹo. Người thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Cho tới khi xuất hiện 98 thân ảnh, bọn họ có khoanh chân, có phi hành, có đi lại, có thi triển thần thông, có vung tay, tư thế bất đồng, ở trong phạm vi ngàn trượng, bất ngờ hiện ra, trông thật kinh người. Thân ảnh thứ 98 khoanh chân ngồi cạnh thân ảnh đầu tiên, hai người trông giống hệt nhau, chỉ có ánh mắt là bất đồng. 98 tàn ảnh đã là cực hạn của ta hiện nay rồi. Thân ảnh cuối cùng xuất hiện ngồi khoanh chân thì thào nói. Chỉ thấy thân ảnh đầu tiên tiêu tán, thứ hai, thứ ba, thứ tư cho tới thân ảnh thứ 97 tiêu tán toàn bộ. 98 thân ảnh có thể con như là phân thân. Đây là Vương Lâm dùng tốc độ cực nhanh của thân thể, sau khi đạt tới một trình độ nhất định, dưới ánh mặt trời lưu lại thân ảnh chiếc xạ. Điều này đại biểu cho tốc độ của hắn lúc này đã cực kỳ kinh người nếu như pháp thuật thần thông cũng đạt tới hiệu quả như vậy thì rất đơn giản nhưng đơn thuần tốc độ thân thể mà tới mức này thì tuyệt đối không tầm thường hôm nay ta đã có năm đạo thần mạch tốc thần quyết có thể hình thành chính đạo thần mạch nhưng cũng không nói rõ chính đạo là cực hạn có lẽ sau chính đạo còn có thể có biến hóa mới thuật này rất mạnh là thần thông kế tiếp ta cần nhanh chóng tu luyện vương lâm khoanh chân ngồi đi ánh mắt lóe lên đường đi trong tương lai hắn đã xác định lúc này hiểu rõ phải tiến tới thế nào. Xử lý xong hết chuyện của tiên tộc ta phải tới chỗ sư tôn, đi theo sư tôn tu luyện, đồng thời khiến bản thân càng ngày càng cường đại, có thể đi tới bất cứ nơi nào, tìm kiếm mệnh hồn của biển nhi. Chiến lực hiện tại của ta đã rất cao nhưng tu vi so với những lão quái dường như vẫn còn thua kém rất nhiều. Chính đạo bản nguyên của ta hóa thành ba phần, dựa theo lý giải của ta thì với ngũ hành chân thân, nếu ta có thể ngưng tụ ra được hai loại ngũ hành lực nữa, khiến cho ngũ hành chân thân quy nhất thì tu vi lại có thể tăng lên một tầng, đạt tới không kiếp trung kỳ. Mà nếu dùng lôi đình bản nguyên chân thân làm chủ, có thêm hai đạo bản nguyên đặc thù nữa thì sẽ khiến ta đạt tới tu vi kim tôn không kiếp hậu kỳ. Cuối cùng khó nhất chính là hư bản nguyên. Nếu có thể xuất hiện thêm hai loại nữa, năm loại hợp thành một thì ta hẳn sẽ không còn là không kiếp viên mãn mà đạt tới cấp độ thiên tôn. Sau khi viên mãn, nếu tất cả bản nguyên của ta có thể ngưng tụ ra chân thân, sau đó ba loại hợp thành một thì lúc đó tu vi của ta sẽ siêu việt không kiếp viên mãn, đạt tới trình độ chỉ thấp hơn đại thiên tôn, mà việc công kích vào đại thiên tôn dù ta không biết phương pháp nhưng sư tôn của ta đã từng nói cần phải có cơ duyên lớn lao, muốn mở được thái cổ thần cảnh cần phải xem cơ duyên, nhưng nếu ta có thể khiến cho tam đại bản nguyên chân thân ngưng tụ, hoàn thành bước cuối cùng thì không chừng có thể trở thành đại thiên tôn." Vương Lâm trầm mặt, hai mắt bừng sáng, tất cả đều là phân tích của hắn cần có thời gian để nghiệm chứng nếu phân tích của ta là chính xác thì trên đại thiên tôn còn có một cấp độ nữa cấp độ này có lẽ là bước thứ tư cũng có thể không phải cấp độ này ta cần phải ngưng tụ tam đại bản nguyên chân thành chân thân duy nhất đạt tới trình độ chân thần trình độ như vậy hẳn là ngay cả đại thiên tôn cũng chưa đạt tới vẫn còn đang theo đuổi mà có lẽ cấp độ đó sẽ có thực lực của tiên tổ cổ tổ ý nghĩ của Vương Lâm lúc này cực kỳ rõ ràng. Tuy rằng đây đều là phán đoán của hắn nhưng cũng chính là con đường tương lai hắn phải đi. Chân thật hay không thì sau khi hoàn thành tất cả các bước này hắn sẽ biết, bản nguyên đặc thù và hư bản nguyên rất khó đạt được. Nhưng hai loại bản nguyên kim. Một trong ngũ hành hẳn là dễ hơn một chút, Vương Lâm trầm mặt. Sức nóng buổi trưa dần dần tán đi. Từ phía xa mơ hồ tràn tới một loạt tiếng sấm, Vương Lâm ngẩng đầu nhìn về bầu trời phía xa xa, chậm rãi đứng dậy. Một cơn gió thổi tới khiến y phục hắn tung bay. Được đóng đổ nát xung quanh làm nền khiến trên người Vương Lâm tràn ngập một luồng khí chất kỳ dị. Tới rồi, trong hai mắt Vương Lâm bốc lên chiến ý ngập trời. Phải khiến Đại Thiên Tôn chú ý, danh chấn 72 châu tiên tộc. Cuộc chiến này mới chỉ là bắt đầu. Tiếng ầm vang trên bầu trời dần dần khuếch tán ra, cuối cùng bao phủ cả thiên địa. Hóa thành một vùng tiếng nổ ầm ầm tiêu sát một đạo cầu vồng giống như xé tan bầu trời gào thét lao thẳng về đống đổ nát của đạo ma tông trong đạo cầu vồng nọ có một lão già tóc đỏ trong phút chốc tiếng ầm vang trong thiên địa tiêu tán giống như đang ở trong một căn phòng cực kỳ ồn ào đột nhiên yên tĩnh lại trong nháy mắt khi tiếng ầm vang đột nhiên tán đi đạo cầu vồng kia cũng sụp đổ cả thiên địa lúc này là một vùng tĩnh mịch ở cách vương lâm hơn trăm trượng có thêm một thân ảnh lão già tóc đỏ này mặc một bộ tử bào ổng tay áo có theo viền vàng, nhất là chỗ góc áo còn có một đồ án thái cực. Đồ án thái cực này đỏ như lửa. Giống như đại biểu cho đạo, là ngươi phá hủy đạo ma tông của ta, lão già tóc đỏ đứng đó, hồi lâu nhìn vương lâm chậm rãi nói, giọng nói bình tĩnh, không lộ ra chút dao động tâm tình nào nhưng truyền ra lại tạo nên vô số tiếng vọng. Tiếng vọng này càng ngày càng nhiều, càng ngày càng kịch liệt, cuối cùng giống như tiếng gầm thét của đất trời phá thành một âm thanh kinh thiên động địa công kích vào tâm thần Vương Lâm, đúng, Vương Lâm bình tĩnh đứng đó. Đồng tử trong hai mắt hơi co lại, chậm rãi nói, sau khi hủy đạo ma tông còn ở nơi này đợi bổn tôn tới. Người muốn khiêu chiến bổn tôn, lão già tóc đỏ thấy thần sắc Vương Lâm bình tĩnh như vậy, thần sắc lại càng hung ác, đúng thế, Vương Lâm nhìn lão già tóc đỏ. Bình tĩnh mở miệng, "Tốt, lão tổ đạo ma tông không hề kinh thị chút nào." cũng không biểu lộ ra lửa giận. Đã tới tu vi như hắn, dao động tâm tình sớm đã bị cơ thể quên mất. Hắn là thiên tôn, là một trong những người dưới trướng đạo nhất thiên tôn. Dù không phải là thiên tôn cực mạnh nhưng cũng có thể nói là đứng ở đỉnh của tiên tộc. Ta cho ngươi cơ hội khiêu chiến. Người có thể tiếp được ta ba quyền thì chuyện hủy đạo ma tông ta sẽ bỏ qua. Lão tổ đạo ma tông vung tay áo, tay phải dơ lên, từ khoảng cách trăm trượng hướng về phía vương lâm đánh tới một quyền này khiến thiên địa biến sắc chỉ thấy ánh mặt trời trên vùng đổ nát của đạo ma tông trở nên vặn vẹo loại vặn vẹo này thay đổi tất cả biến hóa của không gian giống như khiến cho nơi này trở thành một vùng không gian độc lập vậy trong sự vặn vẹo này thiên địa lực giống như trong nháy mắt bị một quyền của lão già tóc đỏ này hấp thu khiến cho trong không gian không còn chút thiên địa lực nào tu vi tới cấp bậc đại thiên tôn thì không cần thi triển thần thông gì nữa bởi vì tu sĩ thân thể tu vi là gốc rễ không cần nhục thân cực kỳ cường hải mà cần phải lấy đạo dung nhập trong cơ thể khiến cho chính cơ thể mình là đạo thân thể là đạo dù chỉ một quyền một cước tầm thường có lẽ còn chưa có lực đánh tan cả thiên địa nhưng ẩn chứa đại đạo hủy diệt tất cả đây là lời nói của đạo nhất thiên tôn sau khi lão già tóc đỏ trở thành người dưới trướng hắn một quyền này đánh xuống đồng tử trong hai mắt vương lâm co rút lại mái tóc bạc không gió mà tung bay trong hai mắt tỏa ra ánh sáng ngập trời hắn cảm nhận được sự đáng sợ của một quyền này. Một quyền nhìn như tầm thường nhưng trên thực tế lại dung hợp hoàn toàn với thiên địa lực. Một quyền chuyển động thì thiên địa lực cũng chuyển động theo, thậm chí trong một quyền này còn ẩn chứa chính loại thần thông. Chính loạt thần thông này không cần ấn quyết, không cần thần niệm, chỉ cần vung một quyền là có thể tự động thi triển, đây mới chính là lực lượng chân chính của thiên tôn. Tu vi thiên tôn, bất cứ tu sĩ kim tôn nào cũng đều phải sợ hãi, một quyền này đủ để đánh chết cả trăm lần đây là nhờ có việc khiến đạo niệm bản thân ý chí bản thân hoàn toàn dung nhập vào đạo bên trong thân thể lúc này thân thể là đạo nắm tay cũng là đạo bốn phía thiên địa vặn vẹo mái tóc vương lâm tung bay thân thể không lui lại mà bước về phía tu vi tay phải giơ lên cũng xuất ra một quyền hắn không lập tức mặc thiên ngưu hồn khải mà dựa vào chiến lực bản thân thử xem hôm nay mình chưa mặc hồn khải thì so với thiên tôn thế nào Chương 1919, mặt hồn khải, trong cơn lốc này, trước người vương lâm truyền ra những tiếng ầm vang. Nắm tay hắn thu lại, thân thể nhoáng lên, bịch bịch lui lại ba bước. Bước đầu tiên hạ xuống, dấu chân hắn phát ra một ngọn lửa đỏ sẫm. Bước thứ hai hạ xuống, một vùng thực vật xanh đậm bao phủ bàn chân. Bước thứ ba hạ xuống, mặt đất bất ngờ lại tỏa ra màu vàng kim, hóa thành một dấu chân như kim thiết sau ba bước vương lâm ngẩng đầu nhìn lão tổ đạo ma tông trong cơn lốc cơn lốc dần dần tan đi lão tổ thiên tôn của đạo ma tông bước một bước đi ra thần sắc bình tĩnh nhìn vương lâm có thể không chết không bị thương dưới một quyền của bổn tôn mà chỉ lui lại ba bước bước ba loại thần thông dung nhập trong cơ thể ra người đúng là có thực lực hủy đạo ma tông vương lâm nhìn lão tổ đạo ma tông thần sắc ngưng trọng một quyền nọ trong đó ẩn chứa chín loại thần thông của đối phương hắn chỉ có thể triệt tiêu sáu loại trong đó cuối cùng phải lui lại phía sau ba bước đó là do ba loại thần thông hắn không thể triệt tiêu nổi đây là thực lực của thiên tôn sao rất mạnh đôi mắt vương lâm lóe sáng hắn muốn đấu với thiên tôn hóa ra cấp độ tu vi thiên tôn lại chiến đấu như vậy trong đầu vương lâm không ngừng hiện lên một quyền vừa rồi của lão tổ đạo ma tông hai mắt dần dần người sáng hắn đang học tập còn quyền thứ hai lão tổ thiên tôn của đạo ma tông cất bước đi tới, mái tóc đỏ tung bay, hai mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị. Tay phải bỗng dơ lên. Toàn thân hắn lập tức bị vây trong biến hóa giữa chân thật và hư ảo, hoặc nhìn cực kỳ quỷ dị, đánh ra quyền thứ hai. Quyền thứ hai này vừa đánh ra thì cả đạo ma tông ầm vang. Dường như có một luồng lực lượng vô hình đột nhiên xuất hiện, xé tan bầu trời, mở tung mặt đất, khiến bốn phía vương lâm lúc này như nằm trong một vùng hư vô. Đây là một vùng hư vô vô biên vô hạn, không gian đen tối. Vương Lâm không nhìn thấy trời, không nhìn thấy đất, thân thể giống như bị hút vào thế giới kia, chỉ còn lại mình hắn tồn tại. Còn có một quyền xuất ra trong hư vô này, trong một quyền này ẩn chứa 18 loại thần thông, cùng với một quyền này lao thẳng tới Vương Lâm, một quyền này tu sĩ kim tôn nếu thấy cũng sẽ bị sự hoảng sợ và tuyệt vọng bao trùm tâm thần, không có tư cách chống cự thậm chí dù hơn 10 kim tôn đồng thời ra tay thì cũng không thể trì hoãn được một quyền này trong thời gian một nhịp thở, đây đã không còn là chênh lệch về lượng mà là về chất, tu sĩ kim tôn vẫn còn bị vây trong thần thông, dùng thần thông chém vết, dùng đủ loại pháp thuật biến hóa mà ra. Nhưng thiên tôn thì đã dung hợp đạo vào cơ thể, mỗi một quyền một cước đều ở cấp độ cao hơn rất nhiều, 18 loại thần thông ẩn chứa bên trong. Một quyền này, rất mạnh dung đạo vào trong thân thể, điểm này ta không làm được. Hai mắt Vương Lâm lóe sáng, tay phải bỗng nhiên dơ lên, nắm quyền hướng về phía quyền thứ hai từ trong hư vô kia trực tiếp đánh tới. Ta không thể dung đạo vào cơ thể, pháp tùy thân động nhưng thân hình ta là đạo cổ, tu vi lực dung hợp vào một quyền. Nó không có thần thông, chỉ có tín niệm và ý chí hợp thành một kích. Ánh mắt Vương Lâm lộ ra chiến ý, một quyền đánh ra, thân thể cất bước tiến tới, trong tiếng gầm nhẹ liền ầm ầm va chạm với nắm tay kia tiếng chấn động vang lên quanh quẩn không gian ở cách đó một khoảng hư vô này bất ngờ xuất hiện dấu hiệu sụp đổ gần như chỉ trong nháy mắt hư vô bị xé rách hình thành một vùng hủy diệt cùng với hư vô này sụp đổ bầu trời lại là bầu trời của lục ma châu mặt đất lại là mặt đất lục ma châu trên đống đổ nát của đạo ma tông vương lâm đứng đó cách lão tổ thiên tôn của đạo ma tông một trăm trượng khóe miệng tràn máu tươi, thân thể Vương Lâm giống như bị một lực lượng mạnh mẽ đánh sâu và bước chân liên tục bịch 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 lui lại bảy bước, mỗi bước hạ xuống lại để lại một dấu chân bất đồng. Sau bảy bước, cơ thể Vương Lâm truyền ra tiếng ầm vang, cánh tay phải run rẩy, có máu tươi nhỏ xuống mặt đất. Quyền thứ hai rất mạnh. 18 loại thần thông ẩn chứa bên trong đó. Quyền động là thần thông vận chuyển, có thể ngăn cách thiên địa, một mình tạo ra một vùng không gian, ngẩng phát đầu, vương lâm lau máu tươi trên khóe miệng nhìn về phía lão tổ thiên tôn của đạo ma tông ở phía xa tu vi ngươi không cao nhưng chiến lực có thể miền cường đạt tới cấp độ thiên tôn chẳng qua ngươi còn chưa hiểu đạo của thiên tôn ta nghĩ ta là thiên tôn đầu tiên mà ngươi chiến đấu lão tổ đạo ma tông bước về phía trước chậm rãi mở miệng ánh mắt nhìn vương lâm có vẻ ngưng trọng một người không hiểu đạo của thiên tôn mà có thể tiếp được hai quyền của ta người này bất phàm đi mười bước ánh mắt của lão tổ đạo ma tông lộ ra ánh sáng cả người đứng đó giống như thần linh trong thiên địa nhìn vương lâm hắn giơ tay lên lần thứ ba ngươi nếu có thể tiếp được một quyền cuối cùng của ta thì chuyện đạo ma tông sẽ xóa bỏ một quyền này của ta là một kích toàn lực nếu quyền này không giết được ngươi vậy thì thật sự không thể giết ngươi ngươi hủy đạo ma tông nghĩ ra nhất định có nhân quả nhân quả này ta không hỏi tới quyền thứ ba này chính là kết thúc rồi. Lão Tổ Thiên Tôn của Đạo Ma Tông chậm rãi nói, một quyền này ẩn chứa 27 đạo thần thông, ngươi có thể tiếp được bao nhiêu loại đây? Lão Tổ Đạo Ma Tông vừa nói vừa giơ tay phải lên, Vương Lâm biết rõ mình không mặc hồn khải thì không thể tiếp nổi quyền này. Một quyền này có thể hoàn toàn giết chết hắn, cho dù là thân hình đạo cổ cũng không cách nào sót lại dưới quyền này, khiến hắn hoàn toàn hình thần câu diệt. Thiên Tôn, không hổ là cường giả đỉnh phong chỉ dưới dược thiên tôn trên tiên cương đại lục. Vương Lâm nhắm hai mắt, trên mặt đột nhiên xuất hiện ấn ký của thiên ngư hồn. Trong nháy mắt khi ấn ký đó xuất hiện, nó lan ra khắp toàn thân Vương Lâm. Khí tức tu vi của Vương Lâm ầm ầm tăng vọt, luồng khí tức thiên ngư hồn này điên cuồng lan ra, chui vào từng tất huyết nhục trong cơ thể Vương Lâm, cũng dũng mãnh tiến vào nguyên thần và linh hồn của Vương Lâm, khiến cho tu vi của Vương Lâm lập tức từ không kiếp sơ kỳ vọt tới không kiếp trung kỳ nhưng không dừng lại mà một lần nữa tăng vọt lên tới không kiếp hậu kỳ đỉnh phong sau khi đạt tới trình độ kim tôn mới dừng lại biến hóa đột ngột này khiến cho hai mắt lão tổ đạo ma tông lần đầu tiên co rút lại mượn hồn lực đây là thiên ngư hồn lực ngươi đã đạt được sự tán thành của thiên ngư hồn có thể đề cao tới trình độ này ngươi có thể nghe trước hồn âm của thiên ngư hồn rồi thần sắc lão tổ đạo ma tông lúc này cũng lần đầu tiên có biến hóa hắn hiểu rất rõ trong 72 châu của tiên tộc có trấn áp 72 hồn phách. Những hồn phách này dù bị trấn áp nhưng lực trấn áp có mạnh có yếu. Đó là do hồn lực bản thân chúng khác nhau, trong đó có một số là tử hồn, có một số vẫn còn sống nhưng chỉ còn một nửa. Giống như lục ma hạt hồn vốn cực kỳ cường đại nhưng lực trấn áp không nhỏ, thời gian lại cực kỳ xa xưa, thậm chí còn sớm hơn khi thiên ngư châu hình thành, cho nên lúc này hồn lực của nó đã suy yếu rất nhiều mà thiên ngư châu lại không phải vẫy trong 72 châu, thiên ngư hồn gia nhập sau, thời gian ngắn. Hơn nữa thiên ngư vốn là một sinh linh cực kỳ cường đại. Ở trong 72 châu này có thể xếp hạng thứ 18, đạt được hồn phách tán thành không phải quá khó khăn. Nhưng hề là hồn còn sống thì ở châu nào cũng có thể gặp những người như sứ giả, chỉ là sơ bộ tán thành, mặc dù có thể mượn hồn lực tạm thời đề cao tu vi nhưng nhiều nhất cũng chỉ là không kiếp hậu kỳ, không thể đạt tới tu vi kim tôn, đây là một nguyên tắc mà trong vô số năm qua rất hiếm người có thể phá vỡ. Nhưng cũng không phải là không thể. Có một số người cực kỳ hiếm thấy, có cơ duyên xảo hợp, có thể nghe thấy hồn âm, nghe được tiếng hồn gầm thét, đạt được độ tán thành cao hơn. Mượn hồn lực lên tới kim tôn, nhưng kim tôn cũng đã là cực hạn rồi, không thể vượt qua nữa trừ phi là đạt được đệ nhất hồn của tiên tộc trấn áp dưới hoàn thành trung châu tán thành cao độ thì có lẽ mới hơn được nhưng ngoài hồn này ra thì những hồn khác không thể làm được điều đó mà điều quan trọng nhất là tu sĩ có thể mượn hồn lực đạt tới kim tôn vô cùng hiếm thấy thậm chí số lượng còn ít hơn thiên tôn rất nhiều hầu như không kém gì so với dược thiên tôn bởi lẽ trong một châu cùng một thời đại thì nhiều nhất chỉ có hai người đạt được tán thành cao độ mà thôi Do vậy cho nên lão tổ Thiên Tôn của Đạo Ma Tông chưa bao giờ nghe thấy chuyện một người đã là Thiên Tôn đồng thời lại là người được một hồn dưới một châu tán thành cao độ, loại tỷ lệ này theo hắn thấy thậm chí còn thấp hơn tỷ lệ xuất hiện dược Thiên Tôn, chỉ cao hơn tỷ lệ xuất hiện đại Thiên Tôn mới mà thôi, có thể tiếp được hai quyền của ta đủ để đạt được danh hiệu Thiên Tôn, không ngờ lại là người được Thiên Ngưu hồn tán thành cao độ. Đây, lão tổ Đạo Ma Tông nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt lộ ra dao động tâm tình rất lâu chưa xuất hiện ở hắn. Nhân vật như vậy sợ là bất cứ đại thiên tôn nào nhìn thấy cũng cực kỳ để ý, lập tức lung lạc thu về dưới trướng. Chỉ là không biết hắn lúc này mượn hồn lực xong thì chiến lực đã đạt tới trình độ nào. Ánh mắt lão tổ đạo ma tông lóe lên, giơ tay phải nắm thành quyền, xuất quyền lần thứ ba. Trong nháy mắt khi quyền này xuất ra, nắm tay ẩn chứa 27 loại biến háo, bất ngờ khiến không gian giữa hắn và vương lâm hình thành một hắc động lớn. Hát động này có thể cắn nuốt tất cả khí tức, trong nháy mắt khi xuất hiện liền khiến vô số mảnh vụn của đạo ma tông bị hút tới, trong nháy mắt bị hắc động này cắn nuốt, thậm chí ngay cả thiên không cũng giống như sụp đổ, hiện ra một vùng vạn vẹo lớn, hóa thành những vòng cung bị hắc động điên cuồng cắn nuốt, mặt đất lúc này cũng bị cuốn cong một cách quỷ dị, bị hắc động nhanh chóng hấp thu, mang theo tiếng gào thét kỳ dị, hắc động này vừa cắn nuốt thiên địa vừa lao thẳng tới Vương Lâm, Vương Lâm mở bừng đôi mắt, vận chuyển tu vi toàn thân. Một cảm giác cường đại chưa từng có tràn khắp thân thể hắn. Hai mắt hắn chợt lóe lên kim quang, thân thể nhoáng lên, bất ngờ khiến bên cạnh hắn xuất hiện một thân thể thứ hai. Người thứ hai này bước đi liền khiến bốn phía xuất hiện người thứ ba. Thứ tư, thứ năm. Cho tới khi thân thể thứ 98 huyển hóa ra, 97 cái còn lại mới tan rã, chỉ để lại một chân thân. Ta không thể khiến đạo dung thân thể, không thể khiến thân tùy pháp động nhưng ta có tốt thần quyết này, trong nháy mắt xuất ra 98 loại thần thông, đánh một trận với thiên tôn, chương 1920, ta còn chưa chết thì ngươi cũng không thể chết, dung đạo vào thân thể xong thì một quyền một cước, một cái vung tay cũng có thể ẩn chứa một số lượng lớn thần thông cực mạnh của tu sĩ đạt cấp độ thiên tôn, giống như lão tổ thiên tôn của đạo Ma Tông, có thể dung hợp 27 loại thần thông vào trong một quyền, đủ để đánh tan thiên địa diệt sát toàn bộ tu sĩ dưới thiên tôn, trọng điểm chính là số lượng dung nhập trong đó mà không phải là chủng loại thần thông. Dù sao thì có lẽ dù là thiên tôn cũng không thể có nhiều hơn 10 loại thần thông thuật. Nhưng hắn lại có thể khiến một loại thần thông dung nhập liên tục mấy mươi lần, do đó đạt được chiến lực cường đại, trọng điểm chính là số lượng. Tốc thần quyết sau khi hình thành sáu đạo thần mạch có thể khiến Vương Lâm vừa động liền xuất hiện 97 tàn ảnh. Loại tốc độ này đã đạt tới mức cực cao. Pháp quyết này cực kỳ cường đại, nhưng cũng chỉ có Vương Lâm mới có thể dùng phương pháp như vậy mà trong nháy mắt phát ra 98 đạo thần thông, bởi vì chiến lực của Vương Lâm lúc này đã đạt tới mức độ của Thiên Tôn cho nên hắn mới làm được như vậy. Nếu như chiến lực của hắn không đủ thì dù có được chín đạo thần mạch, liên tục làm xuất hiện mấy trăm tàn ảnh, đánh ra mấy trăm đạo thần thông cũng không phải là đối thủ của Thiên Tôn, dù là Thiên Tôn học được tốc thần quyết thì khi thi triển ra nếu chỉ có 27 đạo thần thông dung hợp với thân thể thì có thể thi triển ra mấy trăm tàn ảnh, quy lực cũng vẫn là 27 đạo thần thông mà thôi, bởi vì cực hạn của hắn chính là 27 đạo, không có khả năng tăng lên. Giống như một cái chai chỉ có thể đố đầy nước tới một mức độ nào đó. Dù có cố cho thêm thì cũng không thể chứa nhiều hơn, nhưng Vương Lâm lại bất đồng. Chiến lực thực tế của hắn bởi vì có thân hình đạo cổ, cũng bởi vì bên trong huyết mạch của hắn có hồn huyết, cho nên có thể tăng lên cực lớn. Ở phương diện này hồn huyết có vai trò cực quan trọng, do đó hôm nay sau khi hắn mượn hồn lực có được tu vi kim tôn xong, chiến lực hắn thể hiện ra lại càng khổng lồ vô cùng. Đó cũng chính là nguyên nhân tại sao huyết mạch đạo cổ và tu vi tu sĩ của Vương Lâm sau khi dung hợp lại có thể có chiến lực vượt cấp. Mà một nguyên nhân khác nữa khiến Vương Lâm ở trong động phủ giới còn chưa mạnh mẽ tới vậy, nhưng khi tới Tiên Cương Đại Lục này lại đột nhiên tăng mạnh đó chính là khối phân thân cực mạnh ở trong hư vô kia, ba nguyên nhân dung hợp mới khiến cho Vương Lâm hôm nay có được chiến lực như vậy, thân thể là một cái bình chứa, tu vi là nước bên trong. Mà phân thân cực mạnh kia lại có thể khiến cho cái bình cũng không cố định mà giống như có lực đàn hồi, có thể không ngừng mở rộng ra, mà hồn huyết nọ lại khiến thân thể Vương Lâm có bí hóa kỳ dị vô hình. Loại biến hóa này bình thường không thể hiện ra nhưng lúc này lại là một trong những nguyên nhân khiến Vương Lâm cường đại lên. Đó cũng là nguyên nhân khiến tu sĩ cổ tộc khác không thể sánh với Vương Lâm, đủ loại cơ duyên có lẽ lúc đầu không trọng yếu nhưng chậm rãi chồng chất lại khiến cho sự gia tăng trở nên kinh thiên động địa, trong nháy mắt khi hắc động tới gần, trong thiên địa liền có 98 thân thể Vương Lâm đồng loạt biến ảo ra. 98 Vương Lâm này không thi triển 98 loại thần thông mà toàn bộ đều thi triển một loại Hắn liên tục thi triển 98 loại thần thông sau khi tu vi mượn Thiên Ngưu hồn lực đề cao, lấy được trong ký ức của Thiên Ngưu Thiên Ngưu chàng, một, một tạm dịch, cú hút của Thiên Ngưu, thần thông này có thể mượn hồn lực đề cao tu vi, thi triển tới mức hoàng mỹ, 98 thân thể toàn bộ đều giơ hai tay bắt quyết, hình thành hình dạng giống như sừng Thiên Ngưu, liên miên gầm nhẹ, hướng về phía trước hút tới, đại địa rung rẩy, thiên không đột nhiên hóa thành một vùng hư vô ánh mặt trời sau ban trưa lập tức tiêu tán tan nát. Cả thiên địa chỉ còn lại hắc động của lão tổ đạo Ma Tông và 98 thân hình vương lâm, chỉ thấy thân thể 98 vương lâm này va chạm liền đồng loạt tiêu tán, thân thể cuối cùng còn lại trong thiên địa sau 98 lần thiên ngưu chàng phát ra một tiếng gầm kinh thiên động địa, trong tiếng gầm này, phía sau vương lâm bất ngờ xuất hiện một hư ảnh thiên ngưu. Hư ảnh này cực kỳ chân thật, giống như thiên ngưu đã thoát khốn, hiện ra chân thân vậy, sau khi xuất hiện liền phát ra một tiếng trống vang, hư ảnh thiên ngư này toàn thân màu xanh, cũng lan ra một luồng khí tức tan thương, ẩn chứa khí thế bất khuất thiên địa. Cái đầu khổng lồ của nó ngẩng lên, đôi sừng đen kịp trên đỉnh đầu vung lên, gầm thét hướng về phía trước dùng sừng trực tiếp hút tới, thiên ngư chàng, từ xa xa nhìn lại, chỉ thấy vương lâm ấn bên trong hư ảnh thiên ngư khổng lồ kia, dùng hai sừng đen kịp trên đỉnh đầu trực tiếp hút vào hắc động kia. Cảnh tượng này nếu có thể vẽ lại thì nhất định sẽ trở thành trí bảo tuyệt mỹ danh chấn tiên cương. Ầm 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 ầm, 27 thứ thần thông chứa trong hắc động kia sau cú va chạm này liền ầm ầm sụp đổ. Hắc động cũng rung rẩy, bị đánh tan thành nhiều phần, hoàn toàn tan rã. Hắc động sụp đổ chỉ khiến cái đầu khổng lồ của Thiên Ngưu hơi sững lại một chút nhưng cũng không thể ngăn cản nổi nó. Đầu Thiên Ngưu lao thẳng về phía lão tổ đạo Ma tông, tất cả mọi chuyện diễn ra cực nhanh, Hầu như chỉ trong nháy mắt khi hắc động sụp đổ thì sừng của Thiên Ngưu đã tới trước mặt lão tổ Thiên Tôn của Đạo Ma Tông, sắc mặt lão già tóc đỏ này lập tức biến hóa, ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ hiếm thấy, thân thể nhanh chóng lui lại phía sau, 98 đạo thần thông dung hợp. Hắn không thể dung đạo vào thân thể nhưng lại dùng phương thức này đạt tới hiệu quả tương tự. Nếu hắn có thể dung đạo thì chẳng phải là càng mạnh nữa sao, cực hạn của Thiên Tôn chính là 99 đạo. Thêm một đạo nữa chính là Dược Thiên Tôn. Hắn sau khi mượn hồn lực tăng tu vi lên không ngờ lại cường đại tới mức độ này, lão già tóc đỏ gầm nhẹ, hai tay bỗng nhiên giơ lên, liên tục đánh về phía trước mấy lần, lúc này hắn đã có thể sánh với Dược Thiên Tôn rồi. Nhưng hắn không thể dung đạo vào cơ thể, khiến 98 đạo thần thông này không phải là một chỉnh thể, dù lúc này mạnh mẽ dung hợp nhưng vẫn chưa phải hoàn mỹ. Dù là vậy nhưng ta cũng rất khó chống cự. Mỗi một lần nắm tay đánh tới đều có 27 đạo thần thông nhưng tụ ra va chạm với thiên ngưu, khiến cho 98 đạo thần thông ẩn chứa trong thiên ngưu dần dần tiêu tán, hắc động lúc trước đã khiến cho thần thông trong thiên ngưu sụp đổ gần 40 đạo. Lúc này dưới sự phản kích toàn lực của lão già tóc đỏ này lại khiến cho 40 đạo nữa tan nát, nhưng vẫn có những thần thông vẫn không tiêu tán, trong phút chốc đánh lên người luyện hồn tông này. Hắn phun một ngụm máu tươi, liên tục lui lại phía sau chỉ thấy trong thiên địa bất ngờ xuất hiện 98 vương lâm nữa. Đồng loạt gầm nhẹ, đánh ra thiên ngưu thứ hai, ầm ầm xuất hiện lao tới, trên bầu trời lại có một hư ảnh thiên ngưu khổng lồ hung hăng đánh tới, thực lực thật mạnh mẽ, tốc độ quá nhanh. Đợt tấn công thứ nhất ta còn chưa thể đối kháng toàn bộ, đợt tấn công thứ hai lại còn tới nhanh hơn. Thân thể người này quá mức cường hãn. Không ngờ lại có thể chịu được việc liên tục thi triển thần thông như vậy thân thể lão già tóc đỏ chợt lui lại phía sau, trong nháy mắt khi thiên ngưu do đợt thần thông thứ hai của vương lâm hóa thành gầm thét lao tới, đạo bào màu tím trên người hắn đột nhiên tuôn ra khí tức thuộc về đại thiên tôn. Đạo bào này chính là một pháp bảo đại thiên tôn ban tặng để dùng trong thời khắc sinh tử. Giờ phút này khí tức của đại thiên tôn trong nháy mắt xuất hiện, trên thân thể lão già này, ở bên ngoài đạo bào đột nhiên huyển hóa ra một hư ảnh mơ hồ. Hư ảnh này chính là một tia thần niệm của đạo nhất thiên tôn thân ảnh này xuất hiện cực kỳ đột ngột, ngăn cản đôi sừng khổng lồ của thiên ngưu đánh tới lão già, vung quyền ầm ầm va chạm với thiên ngưu. Một quyền này cực kỳ tầm thường, giống như là phàm nhân tùy ý đánh ra, thậm chí thiên địa cũng không hề thay đổi, không xuất hiện chút gì khác thường nhưng thiên ngưu khổng lồ dưới một quyền này lại sụp đổ. 98 đạo thần thông bên trong nó trong phút chốc giống như bị cuồng phong đảo qua, hoàn toàn bị phá hủy, hư ảnh thiên ngưu sụp đổ, vương lâm ở bên trong liên tục lui lại trăm trượng, sắc mặt tái nhợt nhưng hai mắt lại lóe lên, đạo nhất thiên tôn, tham kiến đạo nhất thiên tôn, phía sau hư ảnh mơ hồ, lão tổ thiên tôn của đạo ma tông ôm quyền hướng về phía hư ảnh vái một cái, hư ảnh này vốn mơ hồ nhưng lúc này lại có thể thấy được đang từ mơ hồ mà nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt đã rõ ràng, lộ ra tướng mạo đầy đủ, đây là một thanh niên mặc đạo bào, hoặc nhìn chỉ hơn 20 tuổi, mái tóc dài quá vai, mày kiếm mắt sáng, trông cực kỳ anh tuấn nhất là đôi mắt giống như sao trời khiến cho người ta nhìn thấy là liền đắm chìm trong đó mặt đạo bào vô cùng đơn giản hắn đứng đó trong tầm thường nhưng lại khiến thiên địa bất động phong vân bất động ngay cả mọi sự vận chuyển của thiên địa lúc này cũng như trong nháy mắt ngừng lại trước mặt hắn lại có chút bụi đất đang trôi nổi đám bụi đất này là do chiến đấu giữa vương lâm và lão tổ đạo ma tông lúc trước bốc lên vốn phải rơi xuống rồi nhưng giờ lại động lại giữa không trung không hề di động còn cả mặt đất vốn đang sụp đổ, bị dư chấn do Vương Lâm và lão tổ đạo Ma Tông gây ra xé rách nhưng giờ phút này cũng hoàn toàn bất động, cảnh tượng này khiến đồng tử trong mắt Vương Lâm co rút lại. Thậm chí hắn mơ hồ cảm thấy nhịp tim mình trong khung cảnh quỷ dị này cũng trở nên thông thả, giống như tùy lúc có thể đứng yên giống như vạn vật vậy, mà kinh người hơn là lão tổ thiên tôn của đạo Ma Tông vừa rồi phun máu tươi, đang rơi xuống mặt đất nhưng lúc này cũng lơ lửng giữa không trung đây là lực lượng của đại thiên tôn sao chỉ là một tia thần niệm của đạo nhất thiên tôn trên áo bào này thôi tia thần niệm này không ngờ có thể tạo ra uy áp kinh người như vậy lại có thể khiến cho thiên địa vạn vật dưới uy áp này không dám động vương lâm nhìn về phía trước hắn đã nhận ra không phải là vạn vật đứng yên mà là vạn vật cùng thiên địa sau khi đạo nhất thiên tôn xuất hiện không dám động ngươi có tư cách đi theo ta nếu theo ta ta còn chưa chết thì ngươi cũng không thể chết Thanh niên kia từ từ mở miệng nói, nhìn Vương Lâm, hai mắt lộ ra ánh sáng trí tuệ vô tận. Chương 1921, nơi thiên tôn thí luyện, thanh niên tóc đen đạo nhất thiên tôn nhìn Vương Lâm, lời nói ẩn chứa một lực lượng kỳ dị, có thể khiến cho tất cả những người nghe được nhất thời dân lên sự kính sợ và tính phục. Giống như lời nói của hắn lúc này chính là quy tắc của thiên địa, giống như lời nói của hắn chính là lời hứa hẹn của thương khung. Ta còn chưa chết thì ngươi cũng không chết, đây là một lời mời chào, một lời hứa hẹn rất nặng nề của một đại thiên tôn. Cho dù đạo nhất thiên tôn nói lời này rất bình tĩnh, thần sắc không hề có chút gợn sóng nhưng lời hứa này đích thực rất kinh người. Lão tổ đạo ma tông phía sau hư ảnh do thần niệm của đạo nhất thiên tôn biến thành sau khi nghe thấy lời hứa của hắn, thần sắc biến đổi, trong lòng nổi lên tầng tầng lớp lớp sóng gió. Nhìn về phía vương lâm, ánh mắt lộ vẻ phức tạp, hắn đi theo đạo nhất thiên tôn hơn một vạn năm, đối với đối phương cũng hiểu được chút ít lời hứa hẹn kiểu này cực kỳ hiếm thấy ở đạo nhất thiên tôn phải biết rằng năm đó đạo nhất thiên tôn mời chào hắn cũng chỉ là một câu ta còn chưa chết thì có thể cho ngươi mười vạn năm không chết nhưng giờ phút này lão tổ thiên tôn của đạo ma tông khi nghe xong lời nói của đạo nhất thiên tôn không ngờ không giới hạn thời gian mà chính là ta chưa chết thì ngươi cũng không thể chết một câu nói này ẩn chứa ý nghĩa quá lớn người này đạt được tán thành cao của thiên ngư hồn bản thân có chiến lực gần đạt tới thiên tôn nhất là sau khi mặt hồn khải vào lại có thể tiếp cận vô hạn với dược thiên tôn. Người này, khó trách đại thiên tôn coi trọng như vậy, trong lòng lão tổ đạo ma tông thầm than, vương lâm trầm mặt. Đạo nhất thiên tôn hắn là đại thiên tôn đầu tiên hắn gặp ở tiên tộc, mà lời hứa này quan trọng tới mức nào hắn có thể nghe ra, đại thiên tôn, việc này đối với tại hạ cực kỳ trọng yếu, không thể quyết định ngay lập tức. Vẫn muốn suy nghĩ thêm, Vương Lâm ôm quyền, hướng về phía đạo nhất thiên tôn vái một cái vương lâm không muốn vừa gặp đạo nhất thiên tôn đã quyết định ngay mà hắn sau khi đánh một trận với lão tổ thiên tôn của đạo ma tông đã có chút minh ngộ biết được đạo của thiên tôn mà danh tiếng của hắn lúc này còn chưa đủ hắn muốn khiến danh tiếng của mình lớn hơn nữa chỉ có sau khi thanh danh hiển hách lựa chọn một đại thiên tôn đi theo thì khi tiến vào hoàn thành của tiên tộc mới có thể giảm bớt nguy cơ thanh niên tóc đen nhìn vương lâm hai mắt tràn ngập trí tuệ giống như nhìn thấy tất cả tâm tư của vương lâm mỉm cười nói cho ngươi thời gian với chiến lược của ngươi có thể xông vào thiên tôn niết nếu có thể xông qua chín tầng thì ta lại tới tìm ngươi vừa nói hắn vừa xoay người dung hợp với thân thể của lão tổ thiên tôn đạo ma tông hóa thành đạo bào như trước thân ảnh biến mất đạo nhất thiên tôn sau khi biến mất thiên địa vừa yên tĩnh vạn vật vừa bất động lúc này bỗng nhiên khôi phục quỷ tích vốn có bụi đất rơi xuống gió lại thổi qua bốn phía sau khi khôi phục bi áp khiến vương lâm cảm thấy kinh hãi vừa rồi cũng từ từ tan thành mây khói giống như chưa bao giờ phát sinh vậy mà lão tổ đạo ma tông lúc này thầm than một tiếng hướng về phía vương lâm ôm quyền nói chuyện đạo ma tông từ giờ xóa bỏ nhưng ngươi vừa rồi để mất một cơ hội đi theo đại thiên tôn rồi cường giả đều tôn trọng lẫn nhau vương lâm và lão tổ đạo ma tông này đánh một trận chiến lực cường đại đã chiếm được sự tôn trọng của lão già này nói xong hắn xoay người đang muốn rời đi đạo hữu sinh dừng bước tại hạ hủy đạo ma tông là bởi vì đạo ma tông năm đó lấy toàn bộ tông lực đẩy ta vào nguy cơ sinh tử cũng không phải là vì một người vương lâm chậm rãi nói hắn rất ít khi giải thích nhưng lão tổ đạo ma tông này cũng khiến hắn tôn trọng lão già tóc đỏ sững lại trầm mặt nửa ngày thôi thế gian nhân quả tuần hoàng coi như đây là kiếp nạn của đạo ma tông người phá hủy tông môn này xem như chặt đứt một ý niệm của ta giúp ta về sau không còn bất cứ khúc mắt gì một lòng hướng đạo lão già tóc đỏ thở dài nhìn vương lâm một cái đạo nhất thiên tôn là một trong năm đại thiên tôn của tiên tộc ta cực kỳ bao che chiến lực của ngươi đã tới trình độ này muốn lựa chọn người đi theo thì đạo nhất thiên tôn là một lựa chọn rất tốt trong các đại thiên tôn tiên hoàng bắc cực đại thiên tôn là kiêu ngạo nhất cửu đế đại thiên tôn ở trung châu là bá đạo nhất bắc châu võ phong đại thiên tôn là siêu nhiên nhất Ngoài dược Thiên Tôn ra rất ít khi mời chào Thiên Tôn về dưới trướng, mà Đông Châu Tử Dương Tông song tử đại Thiên Tôn. Vốn là Thiên Tôn cường đại nhất nhưng sau khi chuyển thế linh hồn lại bị phân liệt, một lần nữa hóa thành hai người, cuộc đời này không thể khôi phục lại. Dù nghe đồng tính cách rất ôn hòa nhưng đây tuyệt đối không phải là người chúng ta nên chọn, lão già tóc đỏ rất rõ so với một Thiên Tôn, đạo ma tông giống như một con kiến hôi lúc này nếu đạo ma tông đã bị hủy diệt thì chuyện giao hảo với một thiên tôn còn có lợi hơn nhiều mà điểm quan trọng nhất chính là thiên tôn lại là một tu sĩ cực kỳ cường đại cho nên lão tổ đạo ma tông mới nói tất cả những chuyện hắn biết ra muốn dùng việc này xóa đi những chuyện không thoải mái trước đây những lời nói này vương lâm lúc trước căn bản không biết giờ phút này nghe thấy thần sắc dù như thường nhưng trong lòng lại chấn động đa tạ đạo hữu đã nhắc nhở vương lâm ôm quyền còn có thiên tôn niết Ta à, nếu là thiên tôn ngươi giao chiến đầu tiên thì ngươi nhất định không biết chuyện thiên tôn niết. Thiên tôn niết là một địa phương kỳ dị do tiên tổ năm đó sáng tạo ra. Nơi này chuyên chuẩn bị cho các thiên tôn, có thể giúp thiên tôn phán đoán chuẩn xác tu vi của mình. Thiên tôn niết có 19 tầng, chỉ có tu sĩ thiên tôn có thể tiến vào. Với tu vi của ta vào 500 năm trước đã từng xông vào một lần, nhưng chỉ vượt qua tầng thứ ba. Thất bại ở tầng thứ tư lão già tóc đỏ chậm rãi mở miệng nói, thiên tôn niết, hai mắt vương lâm sững lại. Hắn vừa rồi cũng có nghe đạo nhất thiên tôn nói qua nhưng không biết là thứ gì, lúc này khi thấy lão già tóc đỏ nói mới nhất thời hiểu rõ hơn, ta từng nghe đạo nhất thiên tôn nói qua, thiên tôn niết này là do tiên tổ bắt chước thái cổ thần cảnh sáng tạo ra. Nếu có thể xông qua tầng thứ 19 thì ngày sau nếu tiến vào thái cổ thần cảnh rất có khả năng vượt qua, trở thành đại thiên tôn. Năm đó võ phong Đại Thiên Tôn chính là sau khi vượt qua được 19 tầng Thiên Tôn Niết, trong một lần thái cổ thần cảnh mở ra mới đạt được cơ duyên lớn lao, trở thành Đại Thiên Tôn, lão già tóc đỏ nói không giấu giếm chút nào. Dù hắn không nói thì đợi tới khi Vương Lâm tiếp xúc với các Thiên Tôn khác cũng sẽ biết mà thôi, không có gì là bí mật, làm sao để tiến vào Thiên Tôn Niết, Vương Lâm lập tức hỏi, rất đơn giản. Chỉ cần ngươi có thể được pháp tắc của tiên cương tán thành là tu sĩ Thiên Tôn, ở bất kỳ chỗ nào trong tiên tộc, tìm một địa phương an toàn bế quan, nguyên thần ly khiếu, bay thật nhanh lên bầu trời, sau 60 nhịp thở thì có thể tiến vào chỗ thí luyện của thiên tôn niết, lão già tóc đỏ nhìn bầu trời, chậm rãi nói. Nghe nói ở cổ tộc năm đó cổ tổ cũng bắt chước thái cổ thần cảnh sáng tạo ra một chỗ thí luyện thích hợp cho người cổ tộc. Lại cũng nghe đồn trên thực tế ở hai vùng đất tiên cổ còn có những nơi do hai vị cường giả mạnh nhất của tiên cương đại lục năm đó đồng thời sáng tạo ra, tạo thành một chỗ thí luyện cho Đại Thiên Tôn. Nhưng chẳng qua đây chỉ là lời đồn. Ta cũng không chắc lắm, lão già tóc đỏ nói xong, hướng về phía Vương Lâm ôm quyền. Đạo hữu, những gì cần nói lão phu đã nói hết cho ngươi biết, cáo từ. Lão già tóc đỏ cũng không thèm nhìn lại đống đổ nát của đạo ma tông một cái, thân thể nhoáng lên, hóa thành một đạo cầu vòng lao đi, trong nháy mắt đã không còn thấy nữa, cho tới sau khi hắn rời đi, Vương Lâm vẫn đứng trầm mặt nơi đó hắn uyển chuyển từ chối lời mời chào của đạo nhất thiên tôn bỏ qua cơ hội này nhưng hắn lại không hối hận chút nào năm đại thiên tôn trừ tiên hoàng và đạo nhất thiên tôn ra thì còn có ba người mà với chiến lực của ta hiện nay sau khi đánh một trận với thiên tôn lại có một hồi cảm ngộ giao chiến với thiên tôn càng nhiều thì cảm ngộ của ta lại càng nhiều danh khí càng lớn còn cả chỗ thí luyện thiên tôn niết này không ngờ trên tiên cương đại lục này lại có địa phương như vậy chỉ là phương pháp tiến vào do lão tổ đạo ma tông nói có phải sự thật hay không. Vương Lâm trầm ngâm ngồi xuống khoanh chân, ở trong đống đổ nát này, trong đầu không ngừng hiện lên trận đánh với lão tổ đạo ma tông, cũng hiện lên hình ảnh một quyền của đại thiên tôn. Một quyền này không ngừng xuất hiện trong đầu hắn, cuối cùng thay thể tất cả, khiến toàn bộ tâm thần hắn chìm đắm trong một quyền của đại thiên tôn. Một quyền này nhìn như nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa một luồng lực lượng mà Vương Lâm không thể tìm ra. Thời gian trôi qua, Chớp mắt đã trải qua mấy tháng, trong mấy tháng này Vương Lâm vẫn ngồi khoanh chân không nhúc nhích, nhưng bên ngoài thân thể hắn lại tràn ngập một tầng lực lượng phòng hộ, khiến người khác không thể tới gần. Trong đống đổ nát của đạo ma tông này, đám tu sĩ đạo ma tông từ Thiên Ngưu Châu trở về, sau khi nhìn thấy cảnh tượng nơi này, cả đám tâm thần đều rung động. Nhất là khi thấy Vương Lâm đang ngồi khoanh chân chỗ đó thì càng có nhiều người nhận ra thân phận của Vương Lâm, nhưng bọn hắn không cách nào tiến vào bên trong tầng phòng hộ một lúc sau, đám người này mang theo sự sợ hãi, nhanh chóng tản đi. Chỉ còn lại một ít tu sĩ đạo ma tông không rời đi hẳn mà ở xa xa nhìn lại, Vương Lâm ngồi đó cả năm trời, thời gian một năm đối với hắn mà nói trôi qua trong thoáng chốc. Cho tới một ngày sau một năm, Vương Lâm chậm rãi mở mắt ra, nhìn bầu trời đã bị đêm tối bao phủ, ánh mắt người sáng, một quyền nọ ta dùng tất cả mọi phương pháp, không ngừng tính toán trong đầu không dưới trăm vạn lần nhưng cũng không thể chống cự một lần. Đây mới chỉ là một tia thần niệm của Đại Thiên Tôn, Vương Lâm thở dài, niềm vui của hắn sau khi tu vi được đề cao lúc này đã lắng xuống. So với Đại Thiên Tôn thì hắn thực sự quá yếu, nhưng tuy nói là vậy nhưng ta cũng cảm ngộ được rất nhiều. Nhất là một trận đánh với lão tổ đạo ma tông, hắn dung đạo vào thân thể, một quyền đánh ra ẩn chứa 27 đạo thần thông. Ta có thể bắt chước, có thể học tập, ánh mắt Vương Lâm sáng bừng lên. Một trận chiến này đối với hắn mà nói đã có thu hoạch rất lớn, cần tìm một nơi minh ngộ cẩn thận một phen, tu vi đạt tới trình độ của Vương Lâm, nơi nào trên tiên cương đại lục hắn cũng có thể đi. Giờ phút này đứng dậy, Vương Lâm nhìn thoáng qua đống đổ nát bốn phía. Hắn hiển nhiên cảm nhận được đám môn nhân của Đạo Ma Tông từ Thiên Ngưu Châu trở về, thôi bỏ đi, Vương Lâm cất bước về phía trước, thân ảnh trong nháy mắt liền biến mất. Chương 1922, một cố nhân Thánh chỉ của tiên hoàng muốn Vương Lâm tới hoàn thành của tiên tộc gặp mặt nhưng không nhắc tới thời gian. Vương Lâm hiển nhiên cũng không lập tức đi làm gì, thoáng một cái đã ba năm. Trong ba năm này Vương Lâm ở trong nền đất một nơi gần mạnh thổ châu mở ra một động phủ, khoanh chân bế quan, cảm ngộ trận đánh giữa hắn vào lão tổ thiên tôn của đạo Ma Tông. Sau ba năm, trong động phủ dưới nền đất này, Vương Lâm mở hai mắt, ánh tỏa ra u quan, giống như ẩn chứa cả tinh không trong đó. Với tu vi của ta hiện nay, không mặc hồn khải thì nhiều nhất trong một quyền cũng chỉ ẩn chứa được chính đạo thần thông. Vương Lâm giơ tay phải lên, đặt phía trước, lập tức liền khiến những tiếng trầm trầm truyền ra từ lòng bàn tay. Dù là như thế nhưng một quyền của ta lúc này so với ba năm trước mạnh hơn rất nhiều. Hôm nay nếu phải đối mặt với lão tổ thiên tôn của đạo Ma Tông thì một quyền đầu tiên của hắn ta không mặc hồn khải vẫn có thể đỡ nổi. Vương Lâm năm đó khi đỡ một quyền đầu tiên của lão tổ đạo Ma Tông phải lui lại ba bước. Nhưng sau ba năm, Tu vi của hắn vẫn như trước nhưng chiến lực lại gia tăng không ít, đáng tiếc tốt thần quyết trong 3 năm nay theo ta nghiên cứu và quan sát, tu sĩ Kim Tôn nhiều nhất chỉ có thể cho ta mở ra 6 thần mạch mà thôi, còn cần thêm 9 tu sĩ Kim Tôn nữa. Sự cường đại của tốc thần quyết Vương Lâm sau trận đánh với lão tổ đạo ma tông đã cảm nhận rất rõ ràng, chẳng qua thuật này cường đại như vậy là bởi vì Vương Lâm ngưng tụ thần mạch với chất lượng cực cao nhưng cũng bởi vậy nên sau khi tới một trình độ nhất định thì muốn mở ra những thần mạch tiếp theo lại càng khó khăn năm đó nguyên thần của tông chủ đạo ma tông có thể mở ra đạo thần mạch thứ tư và thứ năm nhưng nếu muốn mở ra đạo thần mạch thứ sáu thì cần phải có tới chính kim tôn nữa tốc thần quyết này dùng phương pháp khai mở này thật sự là quá khó khăn rồi mạch thứ sáu cần tới chính kim tôn mạch thứ bảy cần chính thiên tôn mạch thứ tám chẳng lẽ cần dược thiên tôn nếu đúng như thế thì muốn mở mạch thứ 9 chẳng lẽ cần đại thiên tôn, có lẽ mạch thứ 9 cần một đại thiên tôn là đủ rồi, Vương Lâm cười khổ, tốc thần quyết cần phải tu luyện. Thuật này cực mạnh, thể hiện được hết chiến lực của ta, tu vi thực tế của ta là không kiếp sơ kỳ, cũng bởi vì hạn chế này mà một quyền nhiều nhất chỉ dung nhập được chính đạo thần thông, cho nên cần phải nhanh chóng đạt được hai loại bản nguyên kim, một một chút, khiến cho chúng ngưng xuất phân thân, khiến ngũ hành chân thân dung hợp tu vi đề cao lên không kiếp trung kỳ, do đó ta lại càng có thể dung nhập nhiều thần thông hơn. Chỉ là không biết sau không kiếp trung kỳ thì ta có thể dung nhập thêm bao nhiêu đạo, ngoài ra ta còn càng cần giao chiến nhiều hơn với thiên tôn, khiến cho mấy đại thiên tôn còn lại chú ý. Mà mặt khác giao chiến nhiều lần cũng có thể dò xét phương pháp tiến vào thiên tôn niết có phải giống như lời lão tổ thiên tôn của đạo Ma Tông hay không, ánh mắt vương lâm lóe lên. Đứng dậy sau ba năm đã tọa nơi thí luyện thiên tôn niết này ta nhất định phải tới xem thử tu vi của ta có thể xông qua được mấy tầng thân thể vương lâm nhoáng một cái liền xuất hiện ở trên sa mạc ngoài động phủ táp áo vung lên dưới thân liền xuất hiện một con hải long khổng lồ hải long ngửa mặt lên trời gầm thét hướng về phía vương lâm cúi đầu trong mắt lộ ra vẻ cung kính thần sắc vương lâm bình thản cất bước đứng lên đầu hải long thân thể hải long nọ nhoáng một cái liền hóa thành một đạo cầu vồng nhanh chóng lao đi chớp mắt đã biến mất, trong Mạnh Thổ Châu có hai tông môn, địa vị đứng đầu là Mạnh Thổ Tông. Đây đều là một trong cửu tông thập tam môn, chẳng qua bên trong hai tông môn này chỉ có tu sĩ Kim Tôn, không có Thiên Tôn. Vương Lâm ngồi khoanh chân trên đầu Hải Long, vừa đi trong đầu vừa hiện lên lời giới thiệu trong tấm mai rùa đối với Mạnh Thổ Châu. Tuy hiện tại ta muốn lấy nguyên thần của tu sĩ Kim Tôn, nhưng đối với tông môn này đối với ta không cừu không oán, thôi đi vậy, ánh mắt Vương Lâm lóe sáng, sau khi truyền thần niệm Hải Long dưới thân liền chuyển hướng, bay về phía biên giới Mạnh Thổ Châu và Thiên Châu. Trong mai rùa từng mơ hồ nói, trong Thiên môn ở Thiên Châu nghe đồn có tu sĩ Thiên Tôn, nhưng bản đồ trên mai rùa trong thì rất lớn, thực tế lại chỉ có một bộ phận. Ta còn cần phải tới các tông môn trong Mạnh Thổ Châu này lấy hai ngọc giảng bản đồ của bọn họ. Tu vi năm đó của Vương Lâm nếu đi vào trong Mạnh Thổ Châu này thì dù là Mạnh Thổ Tông đối với hắn cũng là một con quái vật lớn, không thể trêu chọc, phải vô cùng cẩn thận nhưng hôm nay lại khác, hắn đối với hai tông môn trên Mạnh Thổ Châu đã không còn chút sợ hãi, chỉ coi như tông phái tầm thường mà thôi, khoảng cách từ nơi này tới Địa Môn là gần nhất, tới Địa Môn trước vậy, trong đầu Vương Lâm hiện lên bản đồ trên tấm mai rùa, hơi trầm ngâm liền thay đổi phương hướng, điều khiển Hải Long bay thẳng về hướng đông, trong nháy mắt liền biến mất, trong Mạnh Thổ Châu hầu hết đều là sa mạc, giống như biển cát liên miên bất tuyệt, mỗi khi có lốc tốc thì rất nhiều cát đất lại bị cuốn lên trở thành cơn bão cát vô cùng đáng sợ trong mạnh thổ châu. Loại bão cát này có mạnh có yếu, khi yếu thì khiến cho phàm nhân run rẩy, mạnh thì khiến cho ngay cả tu sĩ cũng phải biến sắc, lập tức tránh ra xa. Bởi vì bên trong bão cát ẩn chứa một lực lượng kỳ dị, luồng lực lượng này có tác dụng rất mạnh đối với tu sĩ, có thể trong nháy mắt hấp thu tu sĩ vào bên trong, thậm chí cả nguyên thần cũng không thể chạy thoát. Cũng may là lực lượng ẩn chứa trong bão cát không nhiều khi xuất hiện mà nó lại tạo ra thanh thế rất lớn, từ xa xa đã có thể nhìn thấy mà tránh né. Nhưng ở phía đông của Mạnh Thổ Châu lại có một khu vực hầu như hàng năm đều bị bao phủ bên trong bầu cát. Cứ mỗi 100 năm, bão cát đó lại bộc phát một lần cực mạnh. Mỗi thời điểm này, trong ngàn dặm xung quanh nơi này rất hiếm thấy bóng người, bình thường nơi này thiên địa hôn ám, tràn ngập gió lốc bụi cát khiến cho người ta nếu không có phương pháp đặc thù thì rất khó tiến vào trong vùng gió các kỳ dị phía đông mạnh thổ châu này có một tông môn danh chấn mạnh thổ châu. Tông môn này có tên là địa môn. Trong mạnh thổ châu có vô số tông môn nhưng chỉ có duy nhất địa môn và mạnh thổ tông là hai tông môn khổng lồ trấn nhiếp cả mạnh thổ châu. Giờ phút này trong vùng bão cát khiến thiên địa hôn ám này xuất hiện một vùng không gian vạn vẹo. Một con hải long khổng lồ huyển hóa ra. Vương Lâm ngồi trên đầu hải long, vừa xuất hiện liền thấy gió cắt gào thét lao tới. Gió cát này dù vô cùng cuồng bạo nhưng rơi lên người Vương Lâm lại chẳng thể khiến mái tóc hắn tung bay. Giống như thân ảnh Vương Lâm là hư ảo, không hề tồn tại vậy. Còn về con Hải Long thì lại càng không thèm quan tâm tới cơn bão cát, hai mắt lộ ra hàng quan nhìn về phía sâu trong đó. Cảm nhận bên trong cơn bão cát này ẩn chứa phong và thổ bản nguyên lực, Vương Lâm bình tĩnh điều khiển Hải Long tiến về phía trước. Bão cát tàn phát nhưng trong nháy mắt khi tới gần Vương Lâm lại như thuần phục, đồng loạt tản ra bay về phía trước không nhanh không chậm. Trước mắt Vương Lâm hiện ra một vùng mấy vạn dặm bị một tầng ánh sáng màu vàng đất bao phủ, không cho gió cắt lan vào. Nơi này chính là tông môn của địa môn. Cả địa môn giống như một vùng thế ngoại đào nguyên, trong bão cắt trông có vẻ rất đặc thù. Bên trong là núi cao nước chảy, khắp nơi có ít nhiều đệ tử địa môn đang bận rộn phi hành qua lại. Đệ tử của địa môn không tới mấy vạn, môn phái này với các tông môn khác trong cửu tông thập tam môn bất đông, chỉ cần đệ tử thiên phú ưu việt, không cần môn nhân tâm thường. Cấp bậc trong nội môn của địa môn cũng rất nghiêm khắc, đồng thời tài nguyên dành cho đệ tử cũng vượt xa các tông môn khác, bởi vì đệ tử trong tông môn này không nhiều, tốn một lượng lớn tài nguyên để bồi dưỡng gần vạn đệ tử, nhất là những người này so với bên ngoài có thiên phú hơn người. Địa môn có phải dùng tới một lượng tài nguyên kinh người? Bên trong địa môn, môn nhân cấp 1 chỉ có không tới trăm người còn về môn nhân cấp 9 thì có nhiều nhất hơn hai vạn. Giờ phút này trong địa môn, ở vị trí của môn nhân cấp 5 có một khu vực lầu các tinh xảo, trong đó đang có hai tu sĩ ngồi khoanh chân. Hai tu sĩ này một nam một nữ, nam tử thoạt nhìn tướng mạo cực kỳ anh tuấn nhưng bề ngoài lại tràn ngập vẻ lạnh lùng, tu vi không cao, đang bị vây trong cảnh giới không niết. Nữ tử bên cạnh hắn chưa thổ nạp mà nhu hòa nhìn nam tử này, thần sắc tràn ngập vẻ không nờ, nhưng vào lúc này, thân thể nam tử đột nhiên run rẩy kịch liệt, vẻ mặt vặn vẹo giống như cực kỳ đau đớn. Phát ra một tiếng kêu trầm trầm, làm cho thần sắc nữ tử kia biến đổi, tiến tới đặt tay lên ngực nam tử, không ngừng đưa tu vi bản thân vào, nửa ngày sau vẻ thống khổ trên mặt nam tử mới từ từ giảm bớt. Mở bừng đôi mắt. Trong thời gian ngắn ngủi, toàn thân hắn đã ướt nhẹp mồ hôi, chàng đã thử nhiều lần rồi, không nên thử nữa. Giấc mộng kia là thực hay giả quan trọng thế sao? nữ tử nhìn nam tử người đầy mồ hôi, nhẹ giọng nói. Nam tử trầm mặt hồi lâu, nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, một lúc sau mới bình tĩnh lại, giấc mộng đó rất quan trọng, so với ta quan trọng hơn sao, nữ tử như cắn môi tới chảy máu. Ánh mắt nam tử kia lộ vẻ mê man, giấc mộng này đã theo ta hơn 200 năm. Trong mộng ta không thấy hình dáng người đó nhưng ta có thể cảm nhận được ta tồn tại chính là vì thê tử đời trước của ta, chỉ là giống mộng mà thôi nữ tử kia khi nói tới giấc mộng này, trong mắt nhì có nước mắt. Nàng nhìn nam tử mà nàng yêu đã hơn trăm năm này, là mộng sao, vẻ mê mang trong mắt nam tử mặt thanh sam kia càng đậm, chỉ là mộng thôi mà. Nữ tử rơi nước mắt ôm lấy nam tử, giống như sợ hắn biến mất, không ngừng nói nhỏ câu nói đó, thật sự chỉ là mộng sao, nam tử kia nhắm mắt lại. Giờ phút này khi hắn còn đang mê mang thì ở bên ngoài tấm màn sáng của địa môn, vương lâm thần sắc như thường bay qua cơn bão cát cảm nhận một luồng từ lực trong đó. Hắn không cần quan tâm tới luồng lực lượng này, đứng trong không trung, dưới chân là hải long khổng lồ nâng vương lâm trong, đôi long nhàn nhìn chầm chầm vào địa môn, trong mắt tràn ngập hàng quang. Lão tổ tông chủ địa môn mau chóng ra gặp ta, thần niệm của vương lâm lan khắp bầu trời, giống như sấm sét trong nháy mắt đã tràn ngập cả địa môn, truyền vào trong tâm thần mỗi đệ tử, trong đó có cả nam tử đang mê mang kia, chương 1923, gặp lại ngoài địa môn của mạnh thổ châu trong gió các tràn ngập thiên địa giọng nói của vương lâm vang vọng giờ phút này giống như lấn át cả tiếng gió lốc gào thét khiến tiếng động này dưới giọng nói của vương lâm cũng phải trở nên yên tĩnh gió cắt tới gần vương lâm mới vậy còn ở phía xa xa thì vẫn đang bay múa trong thiên địa nhưng dù là như thế nhưng thần niệm của hắn truyền vào trong tâm thần của tất cả tu sĩ trong tông môn này lại tạo thành một cơn lốc trung chuyển linh hồn trong thần niệm này Người có tu vi càng cao lại càng cảm nhận được rõ ràng. Trong địa môn ngoài lão tổ có tu vi kim tôn ra thì tông chủ dù chưa đạt tới cấp độ này nhưng cũng là tu sĩ không kiếp hậu kỳ, hai người này chính là tu sĩ cực mạnh của địa môn. Giờ phút này tông chủ địa môn vốn đang ở trong đại điện dạy bảo ba đệ tử thân truyền, thần sắc nghiêm túc, lời nói tràn ngập uy nghiêm, khiến ba đệ tử run rẩy, nhưng vào lúc này thần niệm của Vương Lâm gào thét truyền tới, không làm khó tu sĩ cấp thấp cho nên ba đệ tử tu vi không cao còn có thể chống lại được, chỉ biến sắc trong phút chốc mà thôi, có cảm giác như bị một cơn cuồng phong đảo qua, nhung tộc chủ địa môn lúc này sắc mặt đại biến, trong đầu giống như bị 10 vạn đạo lôi đình ầm ầm đánh tới, khiến cả người giống như bị cả thiên sơn đè xuống, thân thể nhoáng lên. Hắn không cần nghĩ ngợi, lập tức hóa thành một đạo cầu vòng lao thẳng ra ngoài địa môn, hắn không dám không đi, không dám từ chối, còn cả lão tổ kim tôn của địa môn, vẫn luôn bế quan, thân phận tôn quý không dễ dàng ra ngoài lúc này đang ở trong chỗ bế quan đã tọa, chìm đắm trong thổ nạp. Đột nhiên tâm thần ầm vang, thần niệm của Vương Lâm dùng một phương thức cực kỳ báo đạo mạnh mẽ phá vỡ tầng phòng hộ, truyền vào nơi sâu nhất trong tâm thần hắn, lão tổ Kim Tôn này mở bừng đôi mắt, trong mắt lộ vẻ kinh hãi, thiên tôn, trong nháy mắt này lão tổ Kim Tôn cảm thấy như thiên địa đang sụp đổ trước mặt mình. Giống như chỉ cần bị một mảnh vỡ cuốn tới là bản thân cũng sẽ tan nát, nỗi sợ hãi lập tức tràn ngập tâm thần hắn. Lão tổ Kim Tôn lập tức vọt tới, thuấn di ra bên ngoài địa môn, ngoài ra thì ở trong khu vực môn nhân cấp 5, nam tử kia trong nháy mắt khi nghe thấy thần niệm này, thân thể cũng chấn động, ánh mắt lộ ra vẻ mê mang dày hơn, không chỉ có hắn, nữ tử bên cạnh hắn cũng run rẩy toàn thân, đôi mắt lộ ra vẻ mê mang trong ba vạn đệ tử của địa môn này khi thần niệm truyền tới đều chấn động kính sợ nhưng chỉ có hai người này là trong mắt xuất hiện vẻ mê man mà thôi. Chẳng qua hai người vĩnh viễn cũng không biết trong nháy mắt vừa rồi họ lại có cảm giác tương tự. Bên ngoài địa môn, Vương Lâm bình tĩnh đứng trên đầu Hải Long, nhìn không gian phía trước vạn vẹo, xuất hiện lão tổ kim tôn của địa môn và tông chủ địa môn đang hóa thành một đạo cầu vòng nhanh chóng bay tới. Lão tổ kim tôn sau khi xuất hiện, trong nháy mắt khi nhìn thấy Hải Long dưới chân Vương Lâm trong lòng hắn liền kinh hãi. Phải biết rằng Hải Long có tu vi tương đương với tu sĩ Kim Tôn nhưng trình độ còn cao hơn cả tông chủ đạo Ma Tông một chút, cưỡi Kim Tôn Hải Long, lão tổ Kim Tôn của Địa Môn Quát mồ hôi hột, nhìn về phía Vương Lâm đang đứng trên đầu Hải Long. Bị ánh mắt của Vương Lâm đảo qua, tâm thần hắn rung lên, không chút do dự hai tay ôm quyền hướng về phía Vương Lâm vái một vái thật sâu, Trịnh Thiên Lâm của Địa Môn bái kiến tiền bối hắn đang nói thì tông chủ địa môn cũng gào thét tới gần chỉ nhìn thoáng qua liền bị vật cười của vương lâm chấn nhiếp sắc mặt tái nhợt ngoan nguồn đứng cạnh lão tổ kính sợ vái vương lâm một vái tiền bối tới vãn bối không nên đón từ xa mong rằng người lượng thứ cho nếu tiền bối không chê thì xin mời vào tông môn nghi tạm để cho chúng vãn bối được tiếp đãi lão tổ trịnh thiên lâm thần sắc cung kính không dám xúc phạm chút nào sợ chọc phải tu sĩ có tu vi thiên tôn kinh khủng trước mắt này hắn thậm chí không dám tản thần thức ra xem xét tu vi vương lâm phải biết rằng tu sĩ cấp thấp tùy ý tản thần thức ra quan sát cường giả là một hành vi rất vô phép dựa vào thần niệm kinh khủng vừa rồi hắn đã có thể phán đoán đối phương có tu vi thiên tôn mà hải long dưới thân vương lâm lại càng khiến tâm thần hắn chấn động cả đời ta chỉ thấy tu sĩ thiên tôn hai lần mỗi một bước chân đều có thể khiến người ta run rẩy người này đột nhiên tới địa môn ta chẳng lẽ trong tông môn ta có người nào trêu phải hắn không cần tiến vào đâu ta đi ngang qua mạnh thổ châu muốn mượn tông môn của người bản đồ châu bên cạnh thôi vương lâm mỉm cười hướng về phía lão già kim tôn kia chậm rãi mở miệng vẻ tươi cười của hắn khiến lão tổ kim tôn thở vào một hơi hắn sợ nhất chính là môn hạ có người nào vô ý mạo phạm thiên tôn phải biết rằng trên đại lục của tiên tộc tu sĩ thiên tôn cũng chỉ có hơn ngàn người trong đó đại bộ phận là ở trung châu còn có rất nhiều người đi theo đại thiên tôn, những người còn lại đều là lão tổ của tông môn cường đại, giờ phút này khi nghe thấy Vương Lâm nói là vì cần bản đồ. Lão già kim tôn trịnh thiên lâm vội vàng gật đầu, tiền bối khách khí rồi. Tông môn của vãn bối có bản đồ đây. Bản đồ này có cả Đông Châu, thậm chí là còn có hơn phân nửa Nam Châu. Hắn vừa nói vừa lập tức giơ tay phải chụp vào hư không một cái. Một ngọc giảng màu vàng kinh bay ra, được hắn cung kính đưa cho Vương Lâm vương lâm tiếp nhận ngọc giả thần thức đảo qua một cái phạm vi bản đồ trong ngọc giảng còn vượt qua cả bản đồ trên mai rùa của hắn lại còn có một số chỗ chi tiết hơn không ngờ bản đồ của nam châu cũng không ít vương lâm mỉm cười liếc nhìn lão già kim tôn kia một cái thấy thần sắc vương lâm giống như rất hài lòng tảng đá trong lòng trịnh thiên lâm mới buông xuống cung kính cất tiếng nói phản bối sau khi trở thành kim tôn đã từng xuất ngoại lịch lãm xa nhất là đi tới nam châu dọc đường đều ghi nhớ đại khái những gì đã chứng kiến, mới miêu tả trong ngọc giảng này. Tiền bối nếu cần thì xin cứ nhận lấy, ở chỗ vãn bối vẫn còn một phần, thu hồi ngọc giảng, Vương Lâm cố tình nghĩ xem có thể cho đối phương chút lợi ích gì. Nhưng hắn vừa mới trở thành thiên tôn, lúc trước lại ở trong ma hạt miếu của lục ma châu hơn trăm năm, trên người cũng không có vật gì có thể lấy ra. Phải biết rằng bản đồ trong ngọc giảng trên tiên cương đại lục rất bí mật, thường thường tông môn rất khó đưa ra đây là một vật tích lũy qua nhiều đời của tông môn, hơi trầm ngâm một chút, vương lâm giơ tay phải ra chụp vào hư không một cái. Lập tức có một tia lưu ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, hóa thành một ngọn lửa. Ngọn lửa này vạn thế bất diệt, bên trong ẩn chứa một phần hỏa bản nguyên, ta cũng không lấy không bản đồ của địa môn các người. Vật này ẩn chứa một tia hỏa bản nguyên, nếu trong địa môn của các người có người cảm ngộ được, dung nhập trong cơ thể thì có thể gia tăng tỷ lệ ngưng tụ ra hỏa bản nguyên vừa nói Vương Lâm vừa vung về phía Tu Vi. Hỏa bản nguyên kia liền bay thẳng về phía lão già Kim Tôn, vẻ mặt lão già này lộ ra sự mừng rỡ, vội vàng tiếp nhận, rất trân trọng đưa vào trong không gian trữ vật, lại hướng về phía Vương Lâm vái một lần nữa nhưng trong lòng thầm thở dài, thầm nghĩ Thiên Tôn đúng là keo kiệt. Hai người lần trước gặp mặt cũng vậy, người hôm nay cũng thế, đưa ra ngọn lửa, thu lấy ngọc giản, Vương Lâm xoay người đang muốn rời đi, thần thức tùy ý đảo qua địa môn một cái. Đây là hành vi theo tiềm thức của hắn Chỉ là do tính cách cẩn thận của hắn mà thôi Trong nháy mắt này Hải Long dưới thân đã bay được trăm trượng Cung tiễn tiền bối Lão già kim tôn kia hoàn toàn yên lòng Ông quyền vái một cái Công chủ địa môn vẫn luôn đứng cung kính một bên Không có tư cách cất lời lúc này Cũng vội vàng ôm quyền vái theo Nhưng ngay trong nháy mắt này Bước chân vương lâm đột nhiên sững lại Xoay phát người nhìn chầm chầm vào địa môn Trong lòng như có sóng gió ngập trời hắn trong phút chốc này dùng thần thức đảo qua lần đầu tiên nhận ra một khí tức linh hồn khiến tâm thần hắn chấn động thân thể nhoáng lên hải long dưới thân vương lâm cảm nhận được thần niệm của hắn ngửa mặt lên trời gầm thét hóa thành một cơn cuồng phong lao thẳng tới địa môn biến hóa này quá mức đột ngột khiến cho lão già kim tôn trịnh thiên lâm căn bản không thể ngờ nổi vừa sửng sốt thần sắc đại biến hải long lúc này gào thét bay qua đỉnh đầu hắn bất ngờ lao vào trong địa môn Tiền bối, thần sắc trịnh thiên lâm lộ vẻ không hiểu, lập tức xoay người tiến vào địa môn, cùng tông chủ địa môn biến thành hai đạo cầu vòng bay tới phía vương lâm. Trong địa môn, hải long lao vào cất tiếng gầm thét kinh thiên động địa, khiến cả ba vạn đệ tử lúc này tâm thần rung rẩy, cảm giác như bị thiên uy phủ xuống, hải long lơ lửng trên khu vực môn nhân cấp 5. Vương Lâm đứng trên đầu Hải Long, nhìn xuống phía dưới, ánh mắt lộ vẻ hoảng hốt, lão già Kim Tôn và tông chủ địa môn lúc này đuổi theo, vô cùng khó hiểu. Nhất là tông chủ địa môn sắc mặt lại càng trắng bệch. Hắn không biết tại sao Vương Lâm lại đột nhiên xoay người trở về, vừa nhìn thần sắc Vương Lâm trái tim lại vừa đập thình thịch, tiền bối, nơi này là chỗ của môn nhân cấp 5 của tông môn ta, lão già kim tôn trong lòng thầm kêu khổ, sau khi hít sâu một hơi vội vàng ôm quyền giới thiệu, đệ tử cấp 5 nghe lệnh, toàn bộ đi ra, mau tham kiến tiền bối, lão già kim tôn này nhanh chóng suy nghĩ, Mơ Hồ đoán ra Thiên Tôn hỉ nộ vô thường này xoay người trở lại nhất định là có nguyên nhân, rất có thể là trong đám đệ tử này có người khiến hắn không thích, cũng có thể là hậu nhân của Cừu gia, cũng may chỉ là môn nhân cấp 5, dù có chết sạch cũng không thể đắc tội với Thiên Tôn này. Lão già Kim Tôn Trịnh Thiên Lâm lập tức quyết định, lời nói vừa phát ra liền khiến đám tu sĩ trong khu vực dành cho môn nhân cấp 5 mặt mày tái nhợt, nhanh chóng đi ra, ở các phương hướng quỳ xuống định bái kiến Vương Lâm. Trong đám người đó có một nam tử mặt thanh sam, bên cạnh còn có một nữ tử, giờ phút này thấy hai người định quỳ xuống, ánh mắt Vương Lâm liền lóe lên. Đứng trên người Hải Long vung tay áo, phát ra một luồng lực lượng êm ái ngăn cản hai người quỳ xuống, nhìn nam tử nọ, ánh mắt Vương Lâm lộ ra vẻ nhu hòa.